kênh quảng cáo thì vẫn luôn luôn là cái kênh gọi là số 1 để mà chúng ta làm affiliate. Còn nếu mà anh em nào mà chưa biết quảng cáo thì có thể là bắt đầu học đúng không? Còn biết rồi thì mình học cách tối ưu. Đấy. Rồi. Mới cứng luôn à, thằng Hữu. Ok. Mới cứng luôn thì thật ra là bây giờ nếu mà nói chia sẻ thật với cả anh Thắng Hữu là về việc là mình chạy quảng cáo Facebook hay là chạy quảng cáo TikTok ấy, thì thực tế là cái nền tảng giao diện của các cái nền tảng ấy nó đã rất là dễ dàng rồi để mình bắt đầu chạy rồi, nhưng mà quan trọng là mình chạy nào cho nó có like đúng không? Anh em chạy thì anh biết rồi, lên quảng cáo lên cam thì nó cũng khá là dễ thôi, nó rất là dễ thôi, kể cả những cái mảng vi phạm chính sách thì nó cũng rất là dễ thôi, nhưng mà làm nào cho cam có lãi, tức là quan trọng nhất là mình phải chọn đúng chiến dịch và mình biết cách tối ưu thì mình có lãi được. Đó, thì hôm nay thì chúng ta chắc là nhiều anh em ở đây thì cũng một là anh em chưa chạy quảng cáo bao giờ, và thứ hai là anh em lại cũng chưa chạy quảng cáo với một cái mảng là mảng B2C bao giờ, nên là hôm nay thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta mở mang rất là nhiều kiến thức đấy. Đó, và đặc biệt là hôm nay là cái mảng về D2C sẽ là cái mảng về thị trường global. Đó, thì bản thân mình thì cũng đã làm về D2C thì cũng làm khá lâu rồi. Nhưng mà hôm nay thì sẽ có phần chia sẻ thêm về cái mảng global thì mình nghĩ cũng rất là hay. Đấy, mảng global và làm về Astray nhá. Đó, mảng global thì anh em sẽ biết là cái mảng global thì mức hoa hồng nó rất là cao rồi. Tiền là tính theo tiền đô thì bao giờ nó sẽ cao hơn mảng thị trường Việt Nam rồi. Nên là mình thì bản chất là mình hôm nay thì mình cũng sẽ kỳ vọng là mình sẽ nhận được nhiều giá trị từ cái phần chia sẻ của các AM cũng như là các cái chuyên gia của Astray trong cái mảng D2C và thị trường global chia sẻ lại cho mình cũng như chia sẻ lại cho anh em ha. Rồi. Thì tranh thủ chúng ta chưa bắt đầu cái buổi ngày hôm nay thì anh em có thể là cứ đặt câu hỏi đi. Đang chạy D2C lỗi sấp mặt à? Đúng rồi, chạy chạy đã gọi là chạy quảng cáo thì nó chắc chắn là nó sẽ không bao giờ, nếu mà nó kiểu chạy bao win thì tức là bao thắng thì là không không có chuyện đấy đâu. Đấy, mình đã bắt đầu mình xác định là mình làm affiliate hoặc là mình bắt đầu mình xác định là chạy quảng cáo thì nó có sẽ có tỷ lệ thắng và tỷ lệ thua. Đấy, thắng thắng thì tốt nhưng mà thua thì mình phải tìm cách mình phải vượt qua thôi, phải tối ưu thôi. Chứ còn bản chất là kể cả khi mà mình đã gọi là chạy rất là cứng rồi thì mình vẫn phải bỏ cái thời gian đầu mình vẫn phải bỏ tiền ra để mình test mà, mình test sản phẩm mà. Đó. Thì cái nếu mà bảo là chạy mà win luôn thì rất là khó. Đấy. Ngày xưa thì mình chia sẻ với anh em là ngày xưa nếu mà trong cái mảng về D2C thì mình cũng chạy về cái kênh Google Ads đó, cũng ra bắt đầu ra số, cũng ra số. Nhưng mà mình nghĩ là với cả các cái sản phẩm như kiểu là D2C ấy, thì mà anh em chạy với cả các cái kênh như kiểu là Facebook Ads hay là TikTok Ads ấy thì nó sẽ có cái khả năng anh em scale nó rất là lớn. Đấy, anh em nào chạy nhiều rồi thì chắc chắn anh em sẽ hiểu cái vấn đề này ha. Đúng rồi, cam tài chính bây giờ thì bất ổn, một là lý do thì nó cũng phải 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 do về lý do khách quan đúng không? Thị trường thứ nhất là bị siết về cái zoom cho vay đúng không? Và thứ hai là liên quan đến một số cái vấn đề liên quan chính sách. Đó, thì anh chắc là anh Lợi thì cũng đang chạy cam tài chính đúng không? Thấy nó có nhiều vấn đề đúng không? Đó là cái lý do mà chúng ta phải có phải phải ngày xưa thì anh em chạy tài chính thì anh em thấy rất là thoải mái, rất là nhàn rồi. Nhưng mà bây giờ giả sử tài chính nó hơi khó hơn ngày trước một chút. Đó, thì bây giờ thì mình phải tìm những cái ngách mới thôi. Đấy thì mình hay gọi là phải tìm những cái ngách mới để mình triển khai thôi. Chứ còn chả nhẽ mình ngồi im à, im à, nó khó chả nhẽ mình ngồi im mà đúng không? Thật ra không phải, mình phải tìm những ngách mới. Ví dụ như là các cái ngách, ví dụ như là ok anh em có thể triển khai D2C hoặc là mobile app đấy. Anh đã vào rồi đó. Rồi, người mới bắt đầu chạy cam nào dễ? Đúng rồi. Nếu mà người mới thì anh vẫn khuyên là mình vẫn khuyên cho anh em là nên chạy những campaign liên quan đến mobile app thì nó bao giờ nó dễ cho người mới hơn. Đấy, tại vì những campaign mobile app mà anh em gọi là tự cài app đã có tiền rồi mà thì bao giờ nó dễ hơn. Và cái thứ hai nếu mà người mới tinh ấy đang nói trò chuyện với anh em người mới tinh nhá, thì anh em có thể là chạy những campaign về thương mại điện tử nó cũng rất là dễ ra đơn đó, nó dễ so với các cam khác nhá. Đấy, rồi sau đấy anh em có thể là triển khai những cái mảng khác, ví dụ như các mảng về tài chính là một cái mảng khó nhưng mà cái tiềm năng nó lớn đấy, hay là mảng về D2C cũng là một cái mảng mà đòi hỏi kỹ thuật nó ok một chút, về kỹ thuật chạy quảng cáo rồi mọi thứ nó phải ổn ổn một chút thì anh em mới có thể là chiến những cái mảng đấy được. Ok, D2C à, có anh em hỏi mình là D2C là mảng gì? D2C là cái mảng về gọi là direct to customer, nhưng mà nếu mà mình hiểu hiểu cơ bản cho anh em nói chuyện với nhau ấy là các cái mảng liên quan đến gọi là thực phẩm chức năng này, mẹ và bé này, hay là các sản phẩm về sinh lý này, kiểu kiểu như vậy đó, là những cái sản phẩm về D2C. D2C giờ trên Astray thì anh em nếu mà anh em lúc mà mình mới tạo tài khoản ấy thì nó sẽ có một cái trang gọi là trang Workspace ấy, thì anh em vào đấy là các tất cả các sản phẩm trong đấy ấy, là sản phẩm D2C đấy. Đó, D2C thì đặc thù là hoa hồng nó rất là cao đấy, nhưng mà mình phải biết cách chạy thì mình có lãi, chứ còn nếu không thì cái anh em hình dung là cái gì ngon thì nó phải đòi hỏi là cái kỹ năng của mình nó phải đủ đúng không, chứ không có cái gì là gọi là vừa dễ vừa ngon hoa hồng lại vừa cao được, cái đấy là rất là khó. Mình phải chia sẻ thật với nhau là nó là như vậy đó, D2C hoa hồng rất là cao nhưng mà mình phải phải nắm được cách chạy thì mình mới chạy có lãi, chạy ra hiệu quả được. Thì đó, thì hôm nay là cũng là cái lý do mà hôm nay chúng ta sẽ có cái phần chia sẻ về mảng Facebook Ads và mảng gọi là Pay Traffic để mà về cái mảng D2C cho anh em
Tất nhiên là sau cái buổi ngày hôm nay thì anh em sẽ nhận được nhiều kiến thức rồi, nhưng mà mình cũng phải hiểu là mình sẽ phải đào sâu thêm các kỹ năng về quảng cáo rồi vân vân. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta triển khai trong cái mảng về D2C này, cũng là một cái hướng mới. Nếu mà những anh em nào mà đang chạy những cái mảng mà nó gặp khó khăn ấy, thì mình có thể là mình thử ra một cái hướng mới đó. Đông Nam Á nát á? Đông Nam Á tại sao lại nát? Mình thì không nghĩ Đông Nam Á nát đâu, tại vì Việt Nam nó cũng đã nát đâu, thị trường Việt Nam vẫn người ta vẫn chạy ầm ầm mà, nói gì Đông Nam Á. Đó, quan trọng là mình chọn được cái sản phẩm win thôi. Nếu mà nát thì là những cái sản phẩm anh em nói này, tức là nếu mà nát là mình chọn những cái sản phẩm mà nó đã quá xuất hiện quá lâu trên thị trường rồi và quá nhiều người chạy rồi, đúng không? Thì mình gọi nó là một sản phẩm nát, hoặc là một cái sản phẩm nó đã qua trend rồi. Ví dụ như là người ta có một cái trend về các cái sản phẩm phong thủy nó tầm khoảng 5-7 năm trước rồi mà giờ mình vẫn chạy sản phẩm phong thủy, thì chứng tỏ là mình chắc chắn là mình biết là chạy những cái đấy chắc chắn là nát rồi, đúng không? Nhưng mà bản chất là cái thị trường nó vẫn còn tiềm năng. Đó, đấy là cái mình nát hay không ấy là do cái cách mình chọn sản phẩm, cách mình chọn ngách thôi. Đó, hoặc là mình chọn những cái sản phẩm mà nó đã quá nhiều người chạy rồi thì như thế mới nát. Chứ còn bây giờ là vẫn có rất nhiều những sản phẩm mà ít người chạy thì mình chọn những sản phẩm đấy thì rất là khó mà nát được. Tại vì người dùng thì người ta vẫn ở đấy mà. Người dùng Việt Nam vẫn rất là đông mà. Có vẻ là 5 năm trước thì ít người dùng hơn đâu. Thậm chí là thời điểm bây giờ so với cả 5 đến 7 năm trước thì cái tỷ lệ người ta mua hàng online nó còn cao rất là nhiều, đúng không? Nên là nát hay không ấy là do cái cách mình chọn ngách và cách mình chọn sản phẩm thôi. Đó. Giờ họ duyệt thấp rồi anh ơi. Giờ họ duyệt sản phẩm nào thấp hả Trường ơi? Nguyễn Đình Trường. Mình có cậu bạn vẫn đang làm fulfillment ở thị trường Philippines nha anh em nhé. Vẫn đang làm thị trường fulfillment ở thị trường Philippines và họ vẫn đẩy rất là mạnh trong thị trường Philippines ha. Kể cả Thái Lan cũng vậy mà. Quan trọng anh em hình dung là nát hay không ấy, kể cả bây giờ có đông người chạy nhưng mà mình phải chọn những cái ngách mà ít người chạy, đúng không? Cái sản phẩm nào ít người chạy thì bao giờ cái tỷ lệ mà gọi là cái tỷ lệ cạnh tranh nó sẽ thấp hơn. Thì lúc đấy nó sẽ thường anh em hay bảo nát là do một là do về cái chi phí quảng cáo mình cao nên là mình nghĩ nó nát. Đấy. Chứ thật ra là đa số là do cái việc là đông người chạy quá, đông người chạy một cái campaign quá, một chiến dịch quá thì bao giờ nó cũng sẽ cạnh tranh nó cao hơn, đúng không? Ngược lại mình chọn những cái ngách mà ít người chạy, ít người cạnh tranh thì nó sẽ ok hơn. Bạn của anh nhận đệ tử không, mình theo với. Bạn mình thì ngày trước là chuyên chạy quảng cáo TikTok với cả Facebook, nhưng mà bây giờ thì chuyển ra làm fulfillment đấy, sau một thời gian thì chuyển qua làm fulfillment, gọi là cung cấp nguyên liệu cho anh em làm ấy, cung cấp dịch vụ cho anh em nào khác chạy quảng cáo đấy, chạy affiliate vân vân. Chạy Facebook Ads cũng ảo ghê. Ảo là sao ta? Ảo là do về cái lead của mình nó ảo hay là do cái khách hàng của mình nó ảo ha? Ok, lát nữa thì anh em mình sẽ trao đổi sâu hơn về cái mảng D2C này. Cái mảng D2C này bản thân mình phải đi học rất là nhiều đấy. Mình nghĩ là mình cũng phải đi học từ những anh em chia sẻ trong buổi hôm nay đấy. Nên là mình cũng phải gọi là cầm giấy bút ra để học cùng anh em thôi. Đó, chia sẻ thật với anh em là thế. Ok, hello anh. Ok, cũng hello mình... anh. Mình cũng đã nói khoảng 10-15 phút rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần chia sẻ của anh ha. Anh hôm nay cam nét ghê. Rồi. Em gửi điện thoại. Dạ vâng, chào mọi người. Nói với anh em một chút, nó là như này nhá. Tức là tất cả kể từ buổi hôm nay thì tất cả những cái tài liệu của chúng ta ấy, thì sẽ được là chỉ là dành cho những anh em nào mà điểm danh, tức là anh em điền form thông qua cái QR code này này. Tất cả những anh em điền form thông qua cái QR code này ấy, thì anh em sẽ nhận được cái slide. Còn chúng ta sẽ không gửi slide trong nhóm nữa, tại vì nó rất là dễ trong cái việc là nó kể cả vì là có rất nhiều anh em không tham gia cái buổi nay, nhưng mà họ thấy những tin nhắn như vậy thì họ nghĩ là spam ấy, thì mình sẽ không gửi cho tất cả các user nữa, tức là tất cả những cái người dùng nữa đó, mà mình chỉ gửi cho những anh em tham gia buổi Zoom này và điền cái link điểm danh này thôi. Đấy, thì anh em muốn nhận được cái tài liệu trong buổi hôm nay nhá, kể cả cái phần tài liệu của Ánh hay là tài liệu của các anh em chạy về mảng D2C phía sau nữa ấy, thì anh em tranh thủ anh em quét cái QR code này này, hoặc là mình sẽ gửi cái link cho anh em nhé. Mình sẽ gửi link cho anh em và anh em điền cái thông tin của mình vào đây. Ở trong đây thì nó có là cái thông tin nó bao gồm là gì ạ? Nó bao gồm là cả về cái pub ID của anh em, cái ID tài khoản của anh em và cái mail. Đấy, quan trọng là mình phải điền đúng cái mail của mình để mình nhận được cái tài liệu. Đó. Đấy, mình sẽ copy cái này mình gửi cho anh em nhé. Đây. Đó, và chúng ta sẽ không gọi là public những cái tài liệu này ra nữa. Tại vì là những cái người mà người ta không tham gia thì mình gửi tài liệu cho họ, họ đọc cũng chẳng hiểu đâu. Đấy, nên là mình chỉ gửi cho những anh em tham gia trong buổi Zoom này thôi. Đó. Đấy, và cũng là quyền lợi của riêng những em này. Rồi, content là xinh thế kia, ok. Chắc là anh em muốn nghe anh nói nhiều rồi đấy. Chứ còn anh em cũng không muốn anh nói nhiều đâu anh ạ. Ok, mời anh chia sẻ nhé. Hello mọi người. Mình là
quản lý của nhóm 10 ấy, thì mọi người nếu mà cần support hoặc là những cái người mới chưa biết hướng chạy ấy, hướng triển khai affiliate như thế nào, thì mọi người có thể join vào nhóm mình để mình support và hỗ trợ nhá. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người nhiều thời gian nhất. Đây, mình sẽ gửi nhóm của mình vào trong cái phần chat cho mọi người. Mọi người chờ một lát nhé. Ok, mình vừa gửi link nhóm của mình vào ấy. Mình vừa gửi link nhóm của mình vào cho mọi người ấy, thì mọi người cứ join nhóm đi rồi lát mình sẽ duyệt cho mọi người nhé. Nếu mà mọi người chưa biết hướng chạy hoặc là chưa biết cách hoạt động của affiliate ấy, thì mọi người cứ vào nhóm, mình sẽ cố gắng support mọi người nhiều nhất. Ok, hôm nay mình sẽ nói một ít về cái chiến dịch TP Bank. Mình sẽ share màn hình cho mọi người. À anh ơi, em nhớ tắt cái tính năng tạo chú thích của người tham gia nhé. Của member tham gia. Mọi người chờ một lát nhé. Nhóm của mình có gửi ở trong cái phần chat ấy, thì mọi người vào cái phần, mọi người vào nhóm đi, sau rồi lát mình sẽ duyệt nhé. Anh có quả tóc chín đấy ha. Tẩy cũng tốn kém lắm. Anh ơi, anh bảo chị hốt ấy, chị xe cho em xem màn hình với. Em là đồng chủ trì rồi thì em có quyền share rồi mà. Đó, hay không, là nhưng em có một cái tài khoản máy tính, một cái tài khoản Zoom ấy. Rồi em đọc cái tên cái tài khoản mà em muốn share đi. Cho tài khoản Ngọc Ánh, Ánh Ngọc chứ ạ. Tài khoản Ánh Ngọc ấy. Thế thì nhờ ban tổ chức set cho bạn Ánh Ngọc, tài khoản Ánh Ngọc em, lên có host. Em có nhắn tin cho cái Interspace Việt Nam ấy. Mở xe mà giúp em. Đây này, mình vừa gửi đường link trong phần chat đấy, nhưng mà nó bị trôi anh em ạ. Đấy, mình gửi lại nhá. Cái phần chat này phải gửi liên tục thôi, tại vì nó dễ trôi lắm. Đó. Mọi người chờ một chút nhá. Mình phải chờ để xem màn hình nữa. Đây, mình gửi riêng cái link cho anh em. Mọi người cứ gửi câu hỏi đi, xong rồi mình sẽ trả lời trước, để cho mọi người đỡ mất thời gian. Đây. Link điểm danh. Đó. Link điểm danh lấy tài liệu. Anh ơi, anh bảo chị hốt xem màn hình cho em nhá. Ok, anh đang bảo này. Mọi người điểm danh đi, để còn sau buổi Zoom thì bên Astray sẽ gửi tài liệu cho mọi người. Tóc này là tóc không có tiền nhuộm lại. Ok, hôm nào mình sẽ chung nhóm 10. Mọi người có nghe mình nói không vậy? Có em ạ, vẫn nghe ok mà. Sao có bạn bảo là không nghe? Chắc là do loa của bạn ấy. Tôi do loa của bạn ấy. Mọi người nghe nhỏ lắm à? Ủa anh nghe lại bình thường. Nghe thế thì bạn phải tăng volume lên nha.
Anh vẫn chưa xây được màn hình anh ạ. Ừ, anh biết rồi. Mọi người nghe thấy nhỏ hay không không nghe được? Nghe ok mà, anh nghe ok rõ to rõ luôn. Ờ, thế thì chắc là do loa của bạn rồi. Ok, anh em muốn gọi là hot girl của chúng ta hát một bài không? Không, anh biết hát rồi. Biết hát rồi. Zoom có 156 người. Đúng rồi, hôm nay không đông lắm nhỉ. Nhưng mà chúng ta còn có cả những bạn live stream nữa. Bạn xem trên live stream nữa. Đó. Nhưng mà ưu tiên anh em trong Zoom là sẽ được nhận được câu đặt câu hỏi thì mình sẽ giải đáp nhanh. Đó. Chia sẻ cách tối ưu quá. Tối ưu phay với Google quá. Bạn đang chạy màng nào nhỉ? Bạn đang chạy chiến dịch nào? Mình đang chạy TP Bank với cả màng ăn uống. Màng pizza với cả Highland ấy. Thương mại điện tử. Lần trước mình có nói về màng thương mại điện tử đấy. Nhưng mà chắc là hôm trước bạn rách không tham gia thôi. Anh ơi em làm có hot rồi đấy. Cái tài khoản kia. Vâng, ok. Ok. Ok, hôm nay mình sẽ xây cho mọi người về chiến dịch ở Ecovac, Evoca. Evoca là một phần một chiến dịch của TP Bank. Đợt này ở trong team mình ấy có mấy người chạy về cái mảng này thì mình thấy mọi người có một số cái vấn đề về bị lót đơn, thì mình sẽ chia sẻ một số cái lưu ý cho mọi người chạy cái chiến dịch này để cho mọi người không bị lót đơn nhé. Mọi người nếu mà không để ý thì mọi người chạy bị lót đơn thì nó sẽ rất là phí data, cho nên là mọi người phải lưu ý một vài cái về chiến dịch này. Đây, vài điều cần lưu ý khi mà mình chạy về cái chiến dịch TP Bank Evoca. Chiến dịch này nhé mọi người, cái chiến dịch này còn mới chỉ có 480 người đăng ký thôi, thì cái sức cạnh tranh nó không ít, mọi người tranh thủ đăng ký để chạy. Ok, mình sẽ bắt đầu với cái mà mọi người ít để ý nhất là cái độ tuổi. Cái độ tuổi thì của cái chiến dịch này nó sẽ rơi vào tầm 22 đến 55 tuổi. Trên 50 tuổi thì cũng ít quan tâm đến thẻ tín dụng online, và ở 30 cái tỉnh thành phố thì mình thấy là cái này mọi người hay bỏ qua, tại vì nhiều bạn ở ngoài cái 30 cái tỉnh này đăng ký và không được ghi nhận đơn ấy, thì mọi người không biết là tại sao lại bị mất đơn. Mình có thể xem cái này ở đâu thì ở trong cái mục thông tin của chiến dịch ấy thì mình sẽ có cái link này. Link về thông tin của làm thẻ TP Bank. Đây, cái tỉnh thành cho phép đăng ký là chỉ có 30 cái tỉnh thành này có thể đăng ký cái chiến dịch Evoca này thôi. Đây mọi người, ai mà chạy thì phải lưu ý những cái địa điểm này để giới thiệu cho khách hàng, không lại bị lót đơn thì nó phí data ấy. Lâm Đồng, Bình Định, Tây Ninh, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng các kiểu. Đấy, mọi người cứ tham khảo ở trong cái link này. Link này thì mọi người có thể lấy ở trong cái phần thông tin của chiến dịch nhé. Đây, tìm hiểu chi tiết thêm về Evoca. Tại đây, đấy, mọi người ấn vào đây là sẽ ra một cái file này. Mọi người ở trong này có giới hạn tỉnh thành mà. Mọi người ở trong này thì ai có chạy về cái chiến dịch này nhỉ? Cái chiến dịch TP Bank Evoca này này. Mọi người comment một mình xem nào, xem có nhiều người quan tâm về cái chiến dịch này không. Phí data tức là tự nhiên mình chạy ad tốn tiền, có khách nhưng mà khách lại không tạo được cái thẻ đấy, thẻ này để cho mình có hoa hồng ấy.
thì nó là phí data. Cũng có một vài người chạy về cái chiến dịch này này. Ở trong nhóm mình có vài bạn chạy nhưng mà bị lót đơn ấy, thì mình nốt ra những cái cần lưu ý để cho mọi người chạy nó dễ hơn. Mobile app chưa được đơn nào. Mobile app thì có những cái buổi trước chia sẻ rồi ấy, chắc là bạn chưa tham gia, bạn có thể lên kênh YouTube của Khánh Astray ấy để xem lại những cái buổi Zoom trước đây nhá, thì bọn mình có chia sẻ về cái mảng mobile app. Ok, mình cũng thấy là có vài bạn chạy về cái chiến dịch TV Bank ấy, thì mọi người chiến dịch TV Bank thì mọi người bị block đơn nhưng mà không biết vì sao, thì hôm nay mình sẽ nốt ra những cái mà mọi người phải lưu ý trong cái chiến dịch này nhá. Ok, cái về cái độ tuổi ấy thì mình sẽ là từ 22 đến 55 tuổi, và đơn sẽ hiển thị vào ngày D cộng 1, tức là hôm nay mình ngày 15 mình đăng ký thì ngày 16 mình sẽ có hoa hồng. Nhiều bạn cứ đăng ký xong rồi nhiều bạn cứ thắc mắc là tại sao mình không có hoa hồng, mình làm đủ bước rồi, mình cũng đáp ứng các cái điều kiện của bên Astray nhưng mà không có hoa hồng. Thì mọi người có thể nhìn lại cái điều kiện này, đó là nó sẽ hiện sau một ngày sau khi mọi người đăng ký. Ok, đặc biệt là áp dụng dành riêng cho tháng 4 này là chỉ cần quality lead auto và semi tiếp tục thành công ra thẻ thì mỗi đơn VAP sẽ được cộng thêm 100.000, tức là một đơn của mọi người thì sẽ được cộng riêng về tháng 4 này thôi nhá, thì một đơn thành công của mọi người ấy thì sẽ được cộng thêm 100.000. và để tham gia vào chiến dịch này thì bắt buộc là không có lịch sử vi phạm. Nếu mà ai mà có cái lịch sử vi phạm ấy, tức là bị cảnh cáo một cái chiến dịch nào đấy ấy, thì chiến dịch này mọi người sẽ không tham gia được nhá. Thì có một cách để mà mọi người khắc phục cái vấn đề này, đó là mọi người có thể tạo thêm một cái tài khoản nữa để mọi người tham gia được cái chiến dịch này. Cái yêu cầu của cái chiến dịch này đó là không được chạy quảng cáo các cái từ khóa TP Bank và Evo. Nếu mà mọi người chạy cái này ấy, thì mọi người Astray mà phát hiện được thì mọi người sẽ bị hủy hết hoa hồng của cái chiến dịch Evoca này, thì nó rất là phí. Mọi người nên biết để né ra những cái trường hợp đáng tiếc này, những cái sai phạm đáng tiếc này. Và trường hợp mà đủ hết các điều kiện trên nhưng mà không đăng ký được là do ấy, đây là thẻ tuyển dụng, cho nên là khách mà có nợ xấu ấy thì thường ngân hàng sẽ né ra. Bên TP Bank cũng thế, bên TP Bank cũng sẽ từ chối để tạo thẻ tín dụng cho mọi người. Do khách dính nợ xấu chủ thuê bao trước đó thì có nợ xấu hoặc là chưa đủ cái điểm tín dụng. Thì sẽ không lên được đơn, sẽ không tạo được thẻ thì mọi người sẽ không lên được đơn. Thì những cái trường hợp, một số cái trường hợp cần lưu ý cho mọi người để mà mọi người không bị lót đơn của TP Bank. Thì đối với những cái trường hợp mà khách hàng của mình không đăng ký được thì mình phải xử lý như thế nào, thì mình sẽ sang phần 2 để là cách khắc phục. Cách khắc phục thì là trường hợp mà khách không đăng ký được cho thẻ TP Bank. Cái này mình ghi nhầm. Trường hợp mà khách không đăng ký được cho thẻ TP Bank thì mình sẽ đổi sang thẻ VIP hoặc Sacombank. Tức là cũng là cái dạng thẻ tín dụng, thì cũng VIP và Sacombank nó cũng có những cái chiến dịch trên Astray về mở thẻ, thì mọi người có thể giới thiệu khách hàng sang những cái chiến dịch này để mà đỡ lãng phí cái data của mình. Tức là cái khách hàng của mình không đăng ký được thì mình không có hoa hồng thì nó rất là phí. Mình sẽ linh hoạt hơn là giới thiệu sang hai cái chiến dịch này thì mình có hoa hồng, không nhất thiết là phải hoa hồng của chiến dịch TP Bank mà là có cả hoa hồng của các chiến dịch khác nữa. Điểm tín dụng là gì vậy? Điểm tín dụng là cái điểm mình cũng không nói rõ được, nhưng mà mình cũng không giải thích rõ được, nhưng mà kiểu như kiểu mình vay xong rồi mình trả đúng hạn thì cái điểm tín dụng của mình nó rất cao ấy. Kiểu vậy.
Mình không được ghi còn tên có TP Bank luôn hả em? Vẫn được ghi bình thường mà anh. Vẫn được ghi còn tên có TP Bank bình thường mà. Ai bảo ý là cái từ chạy xem ấy, tức là mình chạy Google mình không được dùng cái từ TP Bank hoặc là Evo, Evoca thì mình không được dùng cái từ đấy, tức là không được chạy Google chạy xem. Chứ mình trong cái content trên Facebook hoặc là trong cái bài của mình thì vẫn có thể để chữ TP Bank bình thường, không sao hết. Ok, khi mà mình có cách khắc phục xong rồi, bây giờ sẽ đến một cái vấn đề nữa là làm sao để mình tìm kiếm được khách hàng để tạo thẻ tín dụng, đúng không? Đây, mình sẽ đến với phần 3, tức là làm sao để tìm kiếm khách hàng. Vẫn là những cái cách mà các cái buổi trước mọi người có nói, nhưng mọi người xem Zoom nhiều ấy, mọi người có thể nghĩ là cũng quanh đi quanh lại này, quanh quanh đi quanh quẩn lại mấy cái cách này, nhưng mà thực ra là bao nhiêu lâu nay các publisher vẫn chạy những cái cách này, tại vì là mọi người không có chạy, mọi người không có chạy hoặc mọi người không có tham khảo các cái cách, những cái cách mà bên Astray đưa ra ấy, thì mọi người thấy là bọn mình nói về những cái cách này quá khá là lặp đi lặp lại. Nhưng mà thực sự là các cái pop up trên Astray ấy đều là chạy những cái cách này mà ra rất là nhiều hoa hồng. Thì bọn mình cũng gợi ý cho các pop là tập trung cố gắng tìm hiểu và chạy những cái cách này để nó có những cái hoa hồng tối ưu nhất, những cái hoa hồng nhiều nhất. Thì cái cách thứ nhất mình gợi ý cho mọi người đó là group. Group thì mọi người sẽ tìm kiếm khách hàng ở trong group thôi. Ở trong group, những cái group thẻ tín dụng cho vay rồi là làm thẻ các kiểu, thì mọi người tìm những cái bài như này, mọi người có thể là đây, tìm những cái group như này thì mọi người sẽ nhìn những cái bài như này là khách hàng đang có nhu cầu. Thì một là mọi người comment ở dưới này là check inbox mình, hoặc là mọi người có thể trực tiếp nhắn tin cho người ta luôn, để mà mọi người tư vấn cái cách mở thẻ TP Bank, VIB, Sacombank. Thì nếu mà khách hàng thấy hợp lý thì người ta sẽ đăng ký thẻ theo cái link của mình, đó là một cách. Cái cách thứ hai ấy, cách thứ hai mọi người có thể áp dụng đó là tạo fanpage và chạy Facebook ads. Tạo fanpage thì đây có một vài cái content mình có gợi ý, có chụp lại cho mọi người xem. Thì mọi người có thể là lấy những cái người nổi tiếng, sau đó mọi người gắn chữ vào, hoặc thường thì mọi người có thể tạo bài viết hoặc là đăng video, sau đó chạy quảng cáo để tìm kiếm khách hàng. Chạy quảng cáo thì mình có thể target vào những cái đối tượng gọi là ngân hàng, nhân viên văn phòng, rồi chơi lô đề cờ bạc bạc gì đấy. Đó, đấy đấy cũng là một cách, một gợi ý cho mọi người chạy. Đây là về Facebook Ads nhé. Cách thứ ba đấy là về Google Google Ads, thì mình có thể hướng đến cái cách là tạo website. Tạo website ở đây thì mình có thể liệt kê rất là nhiều chiến dịch ở trong này. Đối với mình đây là cái cách lâu dài và cách hiệu quả nhất, tại vì ở trong này thì mình cứ liệt kê ra mấy cái chiến dịch của Stray. Nếu mà khách hàng không thích tạo thẻ của ngân hàng này thì có thể chuyển sang ngân hàng khác, thì nó vẫn là ở trong cái trang web của mình, thì nó vẫn là khách hàng của mình, nó không chạy được đi đâu cả. Đây là một cái, với cả nhá, mình ghi những cái thông tin ở phía bên phải như này này, thì khách hàng có thể tra soát được thông tin và so sánh được các thông tin giữa các ngân hàng với nhau, thì kiểu gì người ta cũng sẽ chọn một trong những cái thẻ của mình, một trong những cái chiến dịch của mình để người ta đăng ký thẻ. Thì cái tỷ lệ con vớt khách hàng của mình nó rất là cao. Đây là cách mà lâu dài nhé, đây là cách lâu dài và cái cách hiệu quả nhất đối với mình thấy là đây là cách hiệu quả nhất. Thì mọi người nên tập trung vào build một cái website như này, thì mọi người có thể chạy được hàng năm, hàng mấy năm, mấy chục năm cũng vẫn chạy được. Mỗi lần Astray có thêm chiến dịch thì mọi người cứ thêm vào thôi, thêm một mục vào thôi, thì như thế nó sẽ đỡ đỡ tốn công đi tìm kiếm khách hàng cho mọi người rất là nhiều, và cái tính hiệu quả nó rất là cao. Ok,
ok, mình cái cách thứ ba là tạo trang web, tạo website. Còn cái cách thứ tư đấy là TikTok, tạo link TikTok và Meo vào. Thì thời điểm bây giờ thì mọi người tạo video ngắn quảng bá rất là nhiều, thì mọi người cũng phải theo cái trend, theo cái xu hướng đấy thì mọi người có thể thắng được truyền thông, mọi người mới có thể tiếp cận được nhiều khách hàng, đúng không? Thì tạo một kênh TikTok nó cũng là một cái cách làm rất là hay và tiếp cận được rất là nhiều khách hàng. Tại sao buổi nào bọn mình cũng nói về cái việc tạo video ngắn? Tại vì cái cách này vô cùng thật sự là rất hiệu quả. Mọi người chỉ cần tạo một cái video mà mọi người lên xu hướng thôi, thì cái video đấy nó tạo ra cái giá trị cho mọi người rất là nhiều. Nó không chỉ tạo trong một tuần, hai tuần, mà nhiều khi những cái khách hàng sau, mấy tháng sau, khách hàng nhìn thấy cái video của mình, người ta vẫn có thể đăng ký theo cái đường link của mình bình thường. Thì cái việc tạo video ngắn là một cách lâu dài và hiệu quả mà mọi người nên thử. Nếu mà ai chưa làm ấy, thì mọi người nên thử được cái cách này. Thì đối với một kênh TikTok thì mọi người có thể điền cái thông tin liên hệ của mọi người vào trên này, hoặc là gắn một cái link bio của mọi người trên cái phần khoanh đỏ như này. Thì khi mà khách hàng có nhu cầu làm thì khách hàng sẽ liên hệ với mọi người và đăng ký qua đường link của mọi người. Nó sẽ tạo cái giá trị về lâu dài cho mọi người. Nếu mà mọi người muốn làm lâu với cái ngành affiliate ấy, thì mọi người nên tạo một cái website hoặc là một cái kênh TikTok hoặc một cái kênh traffic cho mọi người để cho mọi người tìm được những cái khách hàng free traffic ấy. Mọi người tìm được những cái nguồn free traffic hiệu quả và lâu dài. Thì như thế thì đỡ tốn công sức cho mọi người, đỡ tốn tiền cho mọi người tiền ad, đỡ tốn công sức tìm kiếm khách hàng cho mọi người rất là nhiều. Đấy là bốn cái cách mà mình gợi ý cho mọi người để chạy về cái chiến dịch TP Bank. Chiến dịch này thì nó là một cái chiến dịch mới của Astray, thì mình thấy là cái mức hoa hồng của nó rất là cao. Mức hoa hồng của nó rất là cao, 231.000. Thì mọi người nên đăng ký và có thể chạy thử riêng cái chiến dịch nhá. Này nhá, mọi người có thể, ai ở trong những cái tỉnh quy định của bên TP Bank ấy, có thể tự đăng ký và tự nhận hoa hồng luôn cũng được. Cái chiến dịch này chỉ cần đăng ký xong là đã có hoa hồng rồi. Đăng ký xong, hoàn thành thông tin làm được thẻ là mọi người đã có hoa hồng rồi, cho nên nó rất là dễ và nó rất là tiềm năng. Cho nên mình khuyên là mọi người nên thử luôn, mọi người nên đăng ký và thử luôn. Mọi người có câu hỏi gì về cái chiến dịch này không nhỉ? Ok, đã đăng ký nhé. Mọi người có thể tạo trang web ở trên webpage hoặc là trên landing page ấy. Mình hay tạo ở trên webpage. Tại vì cái webpage đấy thì nó rẻ. À không, nó free luôn chứ rẻ gì. Nó không mất tiền. Thì mọi người tạo trên webpage ấy, thì cho nó tối ưu chi phí. Chạy hay mất đơn. Để mà không mất đơn ấy, thì có một cách nữa là mọi người báo lót ý. Mọi người sau khi bảo khách hàng đăng ký chiến dịch xong thì mọi người xin số điện thoại với cả tên đăng ký cái chiến dịch đấy để mọi người báo lót đơn. Tạo trang web cho mình như thế nào vậy? Tạo trang web thì bạn lên cái trang landing page hoặc là webpage để tạo thôi. Nó có cái form sẵn rồi, mình chỉ cần thay hình ảnh của mình. Mình chỉ cần thay nội dung với cả hình ảnh của mình để tạo trong web thôi. Tức là nó có cái form sẵn rồi ấy. Mình thay nội dung của mình vào thì nó rất là nhanh. Cho mình xin link tạo trong landing page với. Mình sẽ gửi cái link tạo landing page cho mọi người. Cái webpage ấy, mình có gửi vào trong mục chat cho mọi người rồi. Mọi người vào đăng ký tài khoản nhé, rồi tạo trang web ở trong đấy là được. Cái này nó có form sẵn rồi mà, mọi người chỉ cần thay hình rồi đổi nội dung đi thôi thì là có trong web của mình rồi. Webpage không tính phí, bên landing page
bên trong web landing page ấy, thì nó có cả free với là tính phí, nhưng mà cái trong web khách ấy, thì nó không có tính phí luôn nhá, free hoàn toàn nhá. Thì bạn ngon thì vào trong web luôn đi. Thì còn web, thì còn có web TP Bank không ạ? Là sao ta? Có mua domain không? Có, phải mua domain thì mới quảng bá được cho khách hàng. Chạy ad thì không ở trong cái mục hôm nay mình chia sẻ, cho nên là mình sẽ để sang các cái buổi sau nhá. Mọi người, buổi hôm nay thì mục tiếp theo là sẽ chia sẻ về cái mảng B2C. Thì không biết là hôm nay thì ai B2C thì là ai chia sẻ không nhỉ? Ok, thì chắc là xin mời các bạn team của D2C của Astray có thể lên chia sẻ cho cộng đồng của mình ha, để giao lưu. Còn chắc là chúng ta Ánh thì chắc là sẽ để một buổi khác chúng ta chia sẻ sâu hơn về các cái mảng. Ok, xin mời các team D2C ạ. Ok, cảm ơn Hùng đã giới thiệu, cảm ơn Ánh. Thì mình giới thiệu một chút nhé. Mình là Tươi và hiện mình đang vận hành các chiến dịch ở bên D2C. Và như một trong những cái chiến dịch mà hôm nay mình có chia sẻ cho các bạn ấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái cam global, đấy là cam Megamove Indonesia. Không biết là ở đây đã có bác, mình nghĩ là bác nào mà từng chạy ở D2C từng này hoặc là đang chạy ở D2C rồi thì chắc chắn là sẽ biết đến cái cam Megamove này, bởi vì là thời điểm gần đây cũng như là cái thời điểm mà cái chiến dịch này launching ấy, thì các publisher lao vào chạy rất là nhiều, cũng như là chia sẻ về cái chiến dịch này rất là nhiều. Ở đây có bác nào chạy cái chiến dịch này chưa? Bác nào chạy thì comment là có. Em xem là đã có bác nào chạy cái chiến dịch này chưa? Bác Nam mà không biết là anh Nam đã chạy chiến dịch nào bên D2C chưa? Chắc là mình nghĩ là nếu như mà bác nào theo dõi cái group của support của kiếm tiền online cùng D2C thì chắc chắn là các bạn sẽ biết đến cái chiến dịch này. Hello Dương. Ok, Dương đang chạy Mgai đúng không? Mgai cũng là một trong những cái chiến dịch mà top của ở trên D2C hiện nay, và hiện nay cũng đang có rất rất là nhiều pub chạy cái chiến dịch Mgai, bởi vì là mình cũng chia sẻ một chút luôn, cái chiến dịch Mgai là một trong những cái chiến dịch top của D2C hiện nay ở ngách Care. Và điểm nổi bật của chiến dịch này, thứ nhất là cái sản phẩm này, cái thời điểm hiện tại, cái nhu cầu sử dụng của khách nó rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ chốt của nó cực kỳ cao. Đối với một chiến dịch sản phẩm vật lý nhá, mà tỷ lệ chốt từ thời điểm chiến dịch launching đến bây giờ luôn luôn ở trong cái tình trạng là trên 80%, thì mình nghĩ là đấy là một chiến dịch không thể bỏ qua. Ok, chắc là mình Dương à, mà mình vẫn đang support Dương để push chạy 100 đơn một ngày ha. Ok, thì chắc là mình sẽ vào chia sẻ luôn về chiến dịch Megamove nhé, chia sẻ một chút. Chắc là mình xem màn hình ha. Ok. Ok, mọi người thấy màn hình mình chia sẻ rồi đúng không? Chắc là mạng hơi yếu ha. Mạng hơi yếu, mọi người chờ một chút. Rồi, ok rồi đấy. Mạng yếu chán đời đấy nhở. Mạng nhà em hơi yếu một tí. Mọi người thông cảm một tí. Lát nữa thì em cứ vừa chia sẻ thì mọi người cứ đặt câu hỏi nhé. Thì sau đấy là em sẽ trả lời câu hỏi của mọi người. Chắc là để back ra này cho nhanh đi.
vì là nó hơi yếu. Ok, thì với cái chiến dịch Mega Move ngày hôm nay thì cũng sẽ đi, bởi vì đây là một cái đây là một cái chiến dịch ở thị trường Indonesia, nên là em sẽ đi qua một chút về cái tổng quan thị trường nhé. Sau đấy thì sẽ đi vào giới thiệu chiến dịch cũng như là chia sẻ cho các bác cái chương trình thưởng mà bây giờ đang rất hot ở trên D2C. Đó, thì tổng quan một chút về cái thị trường của Indonesia này. Em nghĩ là bác nào mà chạy global ấy, ngày xưa thì chắc chắn là không không thể bỏ qua các cái cam Thái rồi đúng không? Đặc biệt là ngày xưa chạy sinh lý khá rất rất là nhiều, ví dụ như là cái cam Duracoil này đúng không? Duracoil này, Duramax này, hay là cái thời điểm mà chạy cái chiến dịch về tóc như là Havita phải không? Thì em nghĩ là các bác sẽ không, hầu như ai chạy thì cũng sẽ biết đến những cái chiến dịch đấy. Thì sơ bộ qua một chút về cái thị trường Indonesia thì như mọi người biết đấy, Indonesia là một đất nước khá là đông dân và có khoảng hơn 280 triệu dân rồi. Chính vì vậy mà cái tệp nó cũng khá là rộng. Về độ tuổi trung bình thì rơi vào khoảng hơn 30 tuổi một xíu. Và đặc biệt đây là một cái đất nước Hồi giáo. Mọi người thấy là Hồi giáo đã chiếm đến gần 90% rồi. Còn lại một phần sẽ là đạo Công giáo hay là Ấn Độ giáo và Phật giáo. Ngoài ra thì chắc chắn là bác nào cũng sẽ biết là các bạn bác nào đã chạy cam Thái này, thị trường Thái này, là Indo hay là Việt Nam, thì cũng sẽ thấy là cái thị trường Indo ấy, nó cái chính sách quảng cáo của nó dễ hơn Việt Nam rất là nhiều, đặc biệt là cái thời điểm gần đây. Đó, và đất nước Indo thì có cái thu nhập, cái mức thu nhập thì cao hơn ở cuộc đối với Việt Nam. Đó. Tuy nhiên thì thị trường mặc dù là có một số cái ưu điểm đấy, nhưng mà thị trường vẫn có những cái nhược điểm. Đấy là có một đặc điểm là tỷ lệ đơn giác khá là nhiều. Cái ví dụ như là theo như em follow ấy, đối với những cái đơn mà đổ về ấy, cái tỷ lệ reject thì do không chốt được đơn, ví dụ như khách nó không có nhu cầu hoặc là gọi nó không nghe máy ấy, thì nó cũng thấp thôi, nhưng mà cái nhược điểm của nó là bị cái đơn rác nó khá là nhiều, cái đơn spam, đơn rác nhiều lắm đó. Ngoài ra thì chính vì cái tỷ lệ đơn rác đấy mà cái tỷ lệ chốt của nó cũng chưa được cao, chưa được quá cao đó. Như em có chia sẻ đấy, ví dụ như là các bác đã chạy cái thị trường cái chiến dịch Thái ấy, thì chắc chắn là bác nào cũng biết đến những cái con sinh lý thời đấy chạy có những cái thời điểm mà em thấy là các bác chạy chỉ khoảng một hai đô mà với tỷ lệ chốt của những cái cam Thái là cũng khá là cao nha, không có thấp như Indonesia đâu, thì thực sự là cái lợi nhuận cũng như là cái ROI nó khá là cao. Tuy nhiên thì cái thời điểm gần đây ấy, thì cái ngách sinh lý nó cũng chìm rồi. Và mình cũng xác định luôn là mình sẽ không chạy sinh lý ở bên Indo. Thì hiện tại ở bên Indo đang đẩy mạnh một số những cái chiến dịch ở các cái ngách đặc trị như là xương khớp này, mắt này, trĩ này, tiểu đường. Đó, và cụ thể là cái cam Megamu Indonesia ngày hôm nay em chia sẻ đấy là cam thuộc cái ngách xương khớp. Cái dòng xương khớp. Và đối với cái chiến dịch này thì cái kênh chạy hiệu quả nó là Facebook Ads và Native Ads. Một số bác mà em cũng đưa ra một cái lời khuyên nhé. Một số bác mà chạy những cái chiến dịch mà mới chạy, một là có thể là vừa mới tập chạy Ads này, hai là cũng mới chạy này, thì cũng khuyên là một là các bác cần, nếu mà chạy những cái chiến dịch Indo này thì các bác nên là tìm hiểu kỹ cái thị trường trước, sau đấy là mới tiến hành chạy, phải không? Nếu như mà các bác mới tập chạy Ad hoặc là vừa đang tập thành chạy Ad hoặc là vừa mới chạy thì em sẽ offer cho các bác một cái cam khác, đấy là như cái cam em có chia sẻ đấy, là cái cam Megamu, là cái cam Mugai với cả Ultima của cái ngách Khakhe, thì đang là cái cam thứ nhất là sẽ dễ chạy hơn này, thứ hai là cái tỷ lệ chốt nó cao và chi phí của nó cũng rẻ. Như em nói đấy, tỷ lệ chốt của nó là trên 80%, thậm chí có thời điểm là có những ngày tỷ lệ chốt của nó lên đến 90% đấy, mà cái chi phí lead nó cũng rẻ, nhu cầu thị trường nó cũng lớn, tệp khách hàng nó cũng lớn và cái tỷ lệ chốt cũng cao.
Đấy thì các bác có thể tham khảo về chiến dịch đấy nhé. Nếu như mà mọi người quan tâm về chiến dịch đấy thì lát nữa em có thể share cho các bác cái đường link Workspace. Không biết là các bác đã biết cái hệ thống Workspace của D2C chưa? Nếu như mà ở trên đấy thì có rất là nhiều chiến dịch, và các bác nhớ là lên đấy thì tìm cái chiến dịch mobile hoặc là và Ultima như em chia sẻ nhé. Lát nữa thì em sẽ gửi vào phần chat nhé. Ok, đấy là đi qua về một số cái tổng quan về cái thị trường của Indonesia, để các bác thấy là với cái thị trường Indonesia bây giờ thì mình nên tập trung vào chạy cái ngách nào, cái sản phẩm nào, chứ không phải là cứ lao đầu vào cái con sinh lý khi mà mình thấy là có thể là chia sẻ là ở Cam Thái, những cái ở trên thị trường Thái nó ngon chẳng hạn, thế phải không? Giới thiệu qua một chút về cái chiến dịch của Megamu nhé. Bác nào chạy ở bên D2C thì sẽ biết là cái ở bên D2C thì sẽ có những cái action point, đấy là cái ghi nhận hoa hồng. Thì đối với chiến dịch Megamove thì đây là một cam CPO, và điều kiện để ghi nhận cái đơn hàng của chiến dịch này đấy là khách hàng chỉ cần có nhu cầu và đồng ý đặt hàng qua đơn qua qua điện thoại, khi mà nhà nhà cung khi mà có đơn đơn đổ về mà nhà cung cấp code để chốt đơn ấy. Ngoài ra thì khách hàng phải là người đang sinh sống và làm việc tại Indo. Action Point cũng không phải là khó đúng không? Tuy nhiên thì các bác cũng lưu ý nhé, đấy là mình nghiêm cấm những cái trường hợp đấy là mạo danh là khách hàng, sau đấy là đổ lead ảo về hệ thống của D2C. Thì cái trường hợp này nếu như mà bên mình phát hiện ra, thì thứ nhất là phát hiện ra cái việc mà các bạn mạo danh là khách hàng này, sau đấy là các bạn đặt đơn rồi hủy đơn, không nhận hàng, sau đấy là cái đấy thì nó ảnh hưởng đến cả nhà cung cấp với cả D2C. Thì mình nếu mà bên mình phát hiện ra thì các bạn sẽ bị hủy hoa hồng đó và khóa tài khoản đấy, nên là cái này thì các bạn lưu ý nhé. Ngoài ra thì về hoa hồng ở đây là 400.000 trên một CPO, có nghĩa là 400.000 trên trên một đơn hàng đó, trên một cái trên một đơn hàng khi mà mình chốt thành công đấy, thì hoa hồng 400.000 là khá là cao đúng không? Ví dụ như các bạn thấy là thời điểm bây giờ chạy một số những cái cam như là cam Highland ấy, cam Highland cũng cũng đang rất là rầm rộ ở trên hệ thống của AssetTrade đúng không? Tuy nhiên thì cái hoa hồng của nó chỉ là 7.000 đúng không nhỉ? 7.000 một đơn thôi. Một ngày là các bác cũng phải đổ cả cả trăm đơn thì mới được 700.000 đúng không? Nhưng mà đối với cái chiến dịch Megamove thì đã là 400.000 trên một đơn rồi. Thì các bác tự đánh giá xem có cao không nhá. Mình thì mình thấy là cao đấy. Bởi vì là như như Hùng cũng có chia sẻ, hoặc là một số những cái buổi khác mà một số những cái anh chị cũng chia sẻ đấy, thì các bác biết là cái những cái chiến dịch ở trên hệ thống của D2C nó hoa hồng nó rất rất cao. Có thể nói là rất rất cao. Ví dụ như một số những cái ngách dành cho mẹ và bé chẳng hạn, những cái AOV trung bình của nó là rơi vào khoảng 1 triệu 8 đến 2 triệu hoa hồng, nó rơi vào 30%. Đấy, cứ một đơn của mình là khoảng 600.000. 600.000 thì đây, ví dụ như chiến dịch Megamove này, hoa hồng của mình là 400.000 một đơn. Đó. Thì cái lý do mà điều kiện từ chối đơn hàng nhé, trên là điều kiện để ghi nhận này, nhưng mà một số những cái trường hợp mà các bạn sẽ bị từ chối đấy là khách hàng cung cấp sai cái thông tin này, và khách hàng không có nhu cầu khi mà nhà cung cấp code để xác nhận đơn ấy, và thì khách báo là khách không có nhu cầu, thì những cái trường hợp đấy thì các bạn sẽ bị hủy đơn nha. Thì các bạn lưu ý những cái trường hợp mà mình có chia sẻ về cái việc là spam đơn. Ở đây thì sau cái thời gian chạy ấy, trong cái quá trình chạy cũng như là sau cái thời gian chạy thì bên mình cũng có tích lũy được một số những cái thông tin, những cái insight để cho các bạn officer khi mà các bạn vào vào chạy thì các bạn có thể nắm được thông tin. Ví dụ như là ở những cái top tỉnh mà có cái lượng mua, tức là cái số lượng mua nó lớn ấy, cái nhu cầu mua hàng nó lớn ấy. Cái này tiếng Indo mình cũng không biết đấy là tỉnh như thế nào. Đấy, nhưng mà sau này các bác khi mà các bác chạy ấy, thì bên mình sẽ support cũng như là bên mình sẽ gửi lại những cái insight cho các bạn để các bạn chạy mà thứ nhất là target nó đúng đến cả cái khu vực chẳng hạn, và thứ hai là target nó đến cái người dùng đó. Thì ở đây có một số những cái khu vực mà bị loại bỏ, tức là khi các bác chạy thì các bác bỏ target những cái tỉnh này đi, những cái tỉnh này là những cái tỉnh vùng vùng đảo mà không không giao được hàng ấy, không giao được hàng, nên là cho dù các bạn có gọi và khách có nhu cầu ấy
khách có nhu cầu thì cũng không giao được, cũng không giao được đơn đâu, nên là nó cũng phải hủy thôi à. Nên là khi mà các bác chạy thì có thể bỏ mấy cái tỉnh này đi để không target vào đây nữa. Về độ tuổi nhá, về độ tuổi thì cái độ tuổi mà dùng cái sản phẩm này nhiều nhất đấy là trên 50 tuổi, và cái nhu cầu giữa nam và nữ là như nhau. Sau này trên 50 tuổi già đi rồi mà thì nam hay nữ thì cũng xương khớp thôi, có bị vấn đề về xương khớp thôi, không phân biệt nam nữ, nên là ai nam nữ gì thì cũng phải dùng xương, cho sản phẩm cho xương khớp cả nha. Đấy thì đây chỉ là cái độ tuổi thốt mà người dùng thôi. Khi mà các bác chạy thì lát nữa ở cái phần chia sẻ chi tiết hơn, thì hướng dẫn chạy chi tiết hơn đấy, thì sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn về những cái target khi mà các bạn chạy cái chiến dịch này. Đây thì mình cũng có collect ra một số những cái USP của sản phẩm. Mình xem là các bạn hỏi nhiều quá ha. Ôi, các bạn hỏi nhiều quá nhưng mà vẫn đang hỏi chị Ánh đây này. Vẫn chưa thấy hỏi mình. Để to màn hình á hả? Ok, bởi vì mạng nhà mình nó hơi yếu quá. Không biết là các bạn có thấy được không? Đây, để mình xem nào. Đây thì mình có collect ra một số cái USP của sản phẩm. Đây nha, đối với cái sản phẩm này thì cái USP của nó đấy là làm giảm những cái triệu chứng về đau nhức hay là sưng viêm do bị thoái hóa khớp này, rồi giúp phục hồi khớp, sụn khớp. Đây là một số những cái USP khi mà các bạn chạy chiến dịch ấy, các bạn tìm hiểu cái thị trường Indonesia này, tìm hiểu về cái USP của sản phẩm này để đặt ra cái target về độ tuổi nó phù hợp nhất. Và các bạn cũng có thể tìm hiểu và hiểu về cái sản phẩm, bởi vì là một số bạn thì mình thấy các bạn có cả chạy mess nữa, thì các bạn cũng cần phải hiểu một chút về sản phẩm thì các bạn có thể tư vấn cho khách mà, đúng không? Đây là mình có collect một cái số từ đầu tháng đến bây giờ. Từ đầu tháng đến bây giờ thì được khoảng cũng mới được có hơn 500 đơn thôi, và tỷ lệ chốt hiện tại nó đang rơi vào khoảng hơn 30%. Với cái chiến dịch này, tỷ lệ chốt trung bình nó rơi vào khoảng từ 30 đến 35% tùy vào cái, ví dụ như là một số bạn up mới vào khi mà các bạn ấy chưa tối ưu được ấy, thì cái tỷ lệ chốt có thể nó rơi vào khoảng 29-30 thôi. Nhưng mà một số những cái bạn up mà các bạn ấy chạy một thời gian rồi, các bạn ấy tối ưu được rồi, thì tỷ lệ chốt có thể cao hơn, rơi vào khoảng 35-37%. Đấy. Thì đây là cái, trong cái thời gian chạy từ đầu tháng đến bây giờ ấy, thì sẽ có cả những bạn up mới và những bạn up cũ, thì tỷ lệ chốt trung bình nó đang rơi vào khoảng hơn 30%. Và đối với cái chiến dịch Indonesia, thì các bạn cứ yên tâm là cái số cuộc gọi ấy, nhà cung cấp gọi khá là nhiều, nên là các bạn yên tâm về cái việc đấy, là lead của mình chỉ được gọi có 2-3 lần rồi sau đấy bị reject, cái đấy là không có. Nhà cung cấp gọi trung bình một ngày thì đối với một lead thì nhà cung cấp sẽ gọi khoảng 5 cuộc một ngày, và gọi liên tục trong vòng 5 ngày thì sau đấy mới hủy lead. Có nghĩa là đối với một lead thì được gọi 25 cuộc ở đấy, nên là mình nghĩ là cái trường hợp mà khách bị nhỡ cuộc gọi ấy thì nó ít lắm, chỉ là người ta không muốn nghe máy hoặc là người ta không có nhu cầu nữa thôi. Nên là các bạn cứ yên tâm về cái việc xử lý đơn của nhãn hàng nhé. Ok, tổng quan qua một chút rồi, lát nữa thì sẽ đi đến cái phần là chia sẻ chi tiết về hướng dẫn chạy cái chiến dịch này, thì mình sẽ đi một chút về cái chương trình thưởng cho các bạn nhé. Ngoài cái mức hoa hồng là 400.000 trên một đơn ấy, thì mình cũng làm một cái chương trình thưởng nho nhỏ nhưng mà cũng là một cái động lực khá là lớn để cho các bạn đẩy số cái chiến dịch này, phải không? Hôm nay là 11 ha. Hôm nay là 11 rồi, thì bắt đầu sau khi hôm nay nghe D2C chia sẻ này, nghe hướng dẫn chạy chiến dịch này, bắt đầu tìm hiểu về sản phẩm, tìm hiểu về thị trường, đúng không? Khoảng một ngày là lên cam được rồi, bắt đầu lên cam đến ngày 15 bắt đầu biết số là ok rồi ha. Thì cái chương trình thưởng này thì mình sẽ triển khai từ ngày 15 đến hết tháng này, với chương trình là 100 đơn, số lượng là tối đa 100 đơn đó. Thì các bạn, đây là số đơn tính từ ngày 15 đến ngày 30 luôn nha.
thì sẽ được thưởng là 4 triệu. Đó, bác nào mà thấy chương trình thưởng này cũng ok thì có thể comment ok nhé, để mình xem là bác nào đang hào hứng chạy cái chiến dịch này nào. Megamu cũng là một trong những cái chiến dịch hot của D2C thôi. Một trong những cái chiến dịch thị trường C hot của D2C thôi. Thì ngoài ra bên mình cũng đang triển khai rất là nhiều những cái chiến dịch hot và với cái mức hoa hồng cao không kém và thậm chí là cao hơn cả chiến dịch Megamu. Ví dụ như là Movita Thái Lan. Đây cũng là một cái chiến dịch ở cái ngách sơ khớp. Nhưng mà ở thị trường Thái Lan thì hoa hồng hiện tại đang là 700.000 trên một CPO. Ngoài ra thì có Flexita Indonesia này, Mumbai Fit Philippines này. Bác nào mà đang chạy Mumbai Fit của D2C ấy, đang chạy Mumbai Fit Việt Nam ha, thì có thể nghiên cứu cái chiến dịch Mumbai Fit Philippines này để chạy Philippines. Mumbai Fit thì hoa hồng là 30% nha. 30% trên một CPO. CPO thì mình có giải thích rồi đấy. Nên là khi mà chốt được bao nhiêu, ADV cô chốt, nhãn hàng cô chốt được bao nhiêu thì mình sẽ được tính 30% hoa hồng trên một cái đơn đó. Đó, ngoài ra Duracor của Thái Lan này thì bên mình cũng vẫn đang chạy được, bởi vì là mặc dù cái cam này nó, cái sản phẩm này nó cũ rồi, nhưng mà chạy nó vẫn ngon thì cứ phải chạy thôi. Làm sao mà bỏ được đúng không? Duracor để sinh lý thì của Thái Lan thì như mình có chia sẻ đấy. Thì chạy global ở D2C thì có cái gì ngoài những cái mà bên mình chia sẻ cho các bạn rồi này, và ngoài cái chương trình thưởng thì hiện tại bên mình cũng đang triển khai và triển khai rất là hiệu quả đối với cái việc đấy là bạn nào mà mong muốn chạy global ấy thì mình cũng có chia sẻ đấy là mình khuyên là bạn nào mà có kinh nghiệm chạy ad một chút thì các bạn mới nên nghiên cứu đến cái thị trường nước ngoài này nha. Còn nếu mà các bạn mới chạy thì có thể tham khảo những cái sản phẩm, những cái thị trường ở những cái chiến dịch top của D2C với thị trường Việt Nam, như là cái ngách Care như mình nói đó, là xịt khử mùi ô tô Mvai và xịt ô tô nano dẻo Ultima. Đây là hai cái chiến dịch ở ngành Care mà đang triển khai tốt nhất ở trên một trong hai trong cái chiến dịch tốt nhất ở trên D2C. Và thời điểm hiện tại, bắp mới đang chạy, các bắp mới các bạn thì đang test rất là nhiều, cũng như là các bạn bắp cũ đang tối ưu rất là tốt ở trên D2C. Thì những cái bạn bắp mà có kinh nghiệm một chút thì các bạn có thể tìm hiểu cái chiến dịch Megamu này nhá. Thì đối với những bạn mà mong muốn chạy cái chiến dịch này và có thể là lên cam rồi thì bên mình sẽ hỗ trợ. Thứ nhất là bên mình sẽ add group 1:1 luôn để mình support các bạn về cái tư liệu sẽ bao gồm ngoài hình ảnh này thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn cả cái content win nữa để cho các bạn chạy. Ngoài ra thì chương trình thì là rõ rồi đúng không, bên mình sẵn sàng triển khai những cái chương trình để cho các bạn, thứ nhất là các bạn pick up cái chi phí ban đầu trong cái thời điểm đầu mà các bạn chạy test mà chưa có tối ưu được cái ROI của bạn ấy. So, đấy là cái thứ nhất. Thì sau đấy khi mà các bạn chạy ổn rồi, tối ưu rồi thì bên mình sẽ thêm những cái chương trình để cho các bạn có thể viết số được. Ok nha, đấy là tổng qua một số về thị trường Indonesia này, hay là về cái chiến dịch Megamu, để các bạn hiểu qua về cái chiến dịch cũng như là về cái sản phẩm. Thì mình vẫn nhấn mạnh một lần nữa, đấy là bạn nào mà mới tập chạy ad này hoặc là mới chạy ad mà muốn chạy những cái sản phẩm vật lý ở bên D2C thì các bạn nên và các bạn có thể tham khảo cái chiến dịch xịt khử mùi ô tô MY và xịt ô tô nano dẻo Ultima nhé. Lát nữa mình sẽ gửi ở phần chat hai cái chiến dịch đấy để các bạn tham khảo. Ok nha, đây là tổng quan một chút. Chắc là mình các bạn cũng đang rất là nóng lòng về cái phần đấy là nghe như thế này rồi này, bây giờ muốn lên cam để chạy như thế nào đây ha. Thế thì mình sẽ mời anh Dương nha. Anh Dương là một up VIP của D2C và đang chạy rất là tốt những cái chiến dịch ngoài cái chiến dịch MY hay là chiến dịch Ultima, thì trong đấy có các chiến dịch Megamu đang chạy vào tối ưu rất là tốt. Thì anh ấy sẽ chia sẻ cho các bạn về chi tiết cách chạy cái chiến dịch Megamu này nhé. Chắc là nhờ host cho share cho anh Dương cái quyền
quyền quyền quyền quyền quyền host ha. Đúng rồi bạn ơi, như như Hùng có chia sẻ đấy, tất nhiên là chạy cái nào cũng chạy thị trường nào thì cũng khó đúng không? Quan trọng là các bạn phải, các bạn thứ nhất là các bạn cũng phải phải kiên trì đúng không? Cái thứ nhất là các bạn phải kiên trì, thứ hai là các bạn tìm những cái ngách phù hợp này, với cả những cái ngách mà có thể các bạn thấy nhiều người lao vào test rồi, nhiều người lao vào chạy rồi, có thể là người ta chạy ok nhưng mà mình lại không phù hợp đúng không? Thì mình tìm những cái ngách ít đang có ít người test chẳng hạn, và những cái ngách phải phù hợp với mình và mình phải hiểu được cái thị trường đấy nữa cơ. Đúng không? Ví dụ như chạy ý tưởng, các bạn đang chạy những cái chiến dịch Việt Nam, các bạn đang hiểu được cái cách tiêu dùng của người Việt Nam, nhưng mà mình đang chưa hiểu được cái thị trường Indo, người ta là một đất nước Hồi giáo, mình chưa hiểu được là cái thị trường cũng như là cái nhu cầu tiêu dùng của người ta như thế nào mà đúng không? Để mình xem các bạn người mới có nên chạy Megamu không. Mình thì mình chia sẻ, mình cũng chia sẻ thật luôn là người mới chạy thì mình khuyên các bạn chưa nên, nhưng mà là không nên nha, chưa nên chạy cái chiến dịch Megamu và những cái chiến dịch khác của không phải thị trường Việt Nam, ví dụ như là Thái hay là mình gọi chung là chiến dịch nước ngoài đi, thì mình khuyên là bạn là một người mới, bạn chưa nên chạy cái chiến dịch này. Bạn có thể chạy cái chiến dịch thị trường Việt Nam ở cái ngách Tha Khe, nó vừa dễ mà cái chi phí nó cũng rẻ hơn, mà tỷ lệ chốt hiện tại của nó đang rất là tốt, như là cái chiến dịch mà mình chia sẻ là xịt khử mùi ô tô Mogai và xịt ô tô nano dẻo Ultima đó. Alo, tôi nghe anh nói chưa tôi ơi? Ok, em nghe rồi đấy ạ. Ok, chào mọi người nhé. Ok, chào mọi người. Thì giới thiệu qua một chút thì mình tên là Dương. Và mình chạy ở mạng D2C đã được từ cuối năm 2019 đến giờ. Và mình có khá nhiều kinh nghiệm về các cái ngành chạy về D2C. Thì hiện tại thì mình đang là AM trên D2C. Thì nếu mà mọi người cần giúp đỡ gì về phần ad hay là các chính sách thì cứ inbox mình nhé. Xin phép chia sẻ một chút. Thì nói sơ qua một chút thì tại sao mà hôm nay mình chia sẻ về cái mạng chạy Indo này. Thì thứ nhất là trong cái thời gian cuối năm vừa rồi ấy, đợt Tết vừa rồi ấy, thì mình có chạy các cái sản phẩm trong nước của bên D2C, thì gặp cái vấn đề đấy là đến ngày 15 âm là sản phẩm ngừng giao hàng. Tuy nhiên thì có những cái cam về D2C ấy, thì có những cái cam ở Indo và Thái Lan thì hay là Philippines ấy, thì họ vẫn giao hàng bình thường, tại vì họ cũng không ăn Tết. Thế nên là mình có chạy qua thị trường này để mình test, và hôm nay thì mình xin phép chia sẻ cho mọi người về cái cách chạy về cái con Indo này. Và ngày hôm nay thì chủ yếu là sẽ chia sẻ sâu về cái phần set cam như thế nào, cũng như là cái phần mà cách mà mọi người lên cam chuyển đổi ấy. Thì nếu như mọi người mà có cái câu hỏi gì về phần quảng cáo hay là về phần Facebook, về tài khoản hay là các cái câu hỏi về nguyên liệu như nào ấy, thì mọi người cứ đặt câu hỏi nha, một lát nữa mình sẽ trả lời. Ok, thì bắt đầu. Như là hôm nay mạng nó hơi chậm thì phải, mình không share được màn hình ở đây. Mình chờ mình một chút. Ok, thì đầu tiên thì để mà chạy với cái thị trường Indo này thì mọi người cần chuẩn bị nguyên liệu về Facebook. Xong mọi người.
Tươi có cái slide của anh không nhỉ? Em có thể chia sẻ cái slide không? Ok, để em share cho. Ok. Ở đây nè, người chờ xíu nha. Chờ xíu để em tìm lại xem. Mình thấy các bạn có nhắn là có hỗ trợ landing page không? Có nha. Group support 11 thì để mình gửi cho các bạn mình gửi cho các bạn group support về global nhé. Sau đấy bạn nào lên cam mình sẽ support các bạn 11 luôn. Đâu ta? Hôm nay sẽ chia sẻ sâu về phần cách chạy lên cam báo cáo như nào ấy. Thì mọi người nếu mà ai có câu hỏi gì về không chỉ riêng các cái phần quảng cáo trong nước đâu, ở nước ngoài đâu, thì mọi người có thể đặt câu hỏi về quảng cáo trong nước cũng được. Thì hiện tại thì nói qua một chút thì mình đã chạy rất nhiều các sản phẩm trên D2C rồi, và hiện tại mình đang tập trung về cái ngách KK. Ngoài ra thì trước đây thì mình có chạy các cái cam như Sinhe này, rồi cốm chi não này, xong rồi các sản phẩm về giảm cân mình cũng đã từng chạy rồi. Thế nên là mọi người có câu hỏi gì về phần chạy quảng cáo hay chạy ẻn gì bên D2C thì mọi người cứ đặt câu hỏi nhé. Qua cái phần đầu này đi. Phần này ok chưa anh? Cứ qua lại đi, qua lại đi. Qua đến phần nguyên liệu. Nguyên liệu à. Đây. Ok. Thì đầu tiên thì mình muốn nói luôn về cái phần nguyên liệu. Khi mà mọi người chạy ấy, thì mọi người cần phải chuẩn bị có nguyên liệu để mọi người chạy. Thì mình thấy có rất nhiều bạn trên cộng đồng ấy hay đi mua nguyên liệu gì đấy rất là tốn tiền. Tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà mình đang xây dựng nguyên liệu. Mình làm nguyên liệu từ clone thôi. Thì mọi người mua với cái chi phí nguyên liệu khá là rẻ. Đầu tiên thì để mà chạy một cam thì mọi người chắc là phải cần đến fanpage rồi. Thì mọi người phải tạo fanpage mới, hoặc là tạo từ cái fanpage cũ đổi tên. Thì đối với những cái cam mà như cái con Megamu mình chạy ấy, hay là những cái cam bình thường ấy, thì mình sẽ tạo tầm từ 3 đến 5 fanpage khác nhau. Thì fanpage đầu tiên thì mình sẽ tạo đấy là liên quan về tên sản phẩm luôn. Ví dụ như mình chạy cái cam là Megamu chẳng hạn, thì mình sẽ đặt tên luôn là Megamu. Và cái tên thứ hai mình sẽ đặt là cái tên liên quan đến sản phẩm. Ví dụ như con Megamu này là về xương khớp, thì mình sẽ đặt cái tên về liên quan đến về sức khỏe xương khớp cho cái fanpage này. Và cái tên thứ ba mà mình đặt cho một cái fanpage ấy, là một cái fanpage chung chung thôi. Vì ví dụ như cái con Megamu này liên quan đến sức khỏe thì mình sẽ đặt cái tên đấy là liên quan về đến kiểu như là cái tên như là sức khỏe cộng đồng chẳng hạn. Thì đấy là ba cái cách mà mình hay đặt tên fanpage cho bất kỳ cho tất cả những sản phẩm mà mình đang chạy. Thì không chỉ riêng là cái con Megamu đâu. Đấy, cái thứ hai là về phần tài khoản quảng cáo. Thì chủ yếu là mình dùng tài khoản cá nhân và BM. Thì cái phần tài khoản cá nhân và BM này mình chủ yếu mọi người có thể thấy như cái sơ đồ mà mình lấy ấy. Thì cái phần tài khoản cá nhân là mình lấy chủ yếu là từ clone thôi. Mình mua clone từ 3.000 đến 5.000 để tạo tài khoản cá nhân. Sau đấy thì mình add dòng 2 vào một cái con BM khác để mình chạy. Và từ một cái con tài khoản clone này thì mình sẽ tạo thêm được hai cái BM. Mỗi con clone thì mình sẽ tạo được hai con BM khác nhau. Và từ đấy mình sẽ lấy BM từ cái con clone này và mình share tiếp đối tác sang cái phần BM mà mình set quảng cáo. Và cái thứ ba đấy là về để mà chạy được các cái chiến dịch về liên quan đến D2C thì mọi người thường sẽ là chạy chuyển đổi và phải mua domain. Thì lý do tại sao mà mua domain mà mọi người không dùng Deeplink, cái thứ nhất đấy là về cái phần domain thì mọi người có thể gắn được pixel để có thể checking được cũng như là theo dõi về cái phần lượt chuyển đổi trên khi mà chạy Facebook. Cái thứ hai nữa đấy là tránh bị spam, tại vì
những cái mà deep link ấy thì mọi người hay dùng khi spam khá nhiều, cho nên là sẽ bị Facebook chặn. Đấy. Cái thứ tư nữa đấy, để mà chạy ở quảng cáo ấy, thì mọi người cần có thẻ. Thì hiện tại thì các cái ngân hàng mà làm được số lượng thẻ lớn, ví dụ như MB này, hay là SCB này, hay là ACB, thì sẽ làm được số lượng thẻ lớn. Ngoài ra thì các cái thẻ quảng cáo, các cái thẻ mà của ngân hàng chạy uy tín, đây là thẻ về Techcombank hoặc là Vietcombank. Đấy. Và cái thứ năm đấy là về phần thiết bị mà mọi người để mà xét, khi mà mọi người chuẩn bị làm quảng cáo thì thường sẽ phải dùng bằng mobile VPS hay là VMware về cái phần mềm giả lập. Đấy. Cái thứ sáu đấy là về phần IP thôi, thì mọi người sẽ có thể dùng IP bằng 4G hoặc là fake IP. Thì ở đây là một cái sơ đồ gọi như cơ bản nhất mà mình thiết lập một cái dàn quảng cáo của mình để mình khi mà chạy quảng cáo. Thì nếu mà mọi người chạy các sản phẩm bình thường, ví dụ như về thời trang hay là chạy hàng sạch ấy, thì mọi người chỉ cần lên một tài khoản cá nhân với một fanpage bình thường thôi thì nó sẽ không sao. Tuy nhiên thì để mà chạy với những cái hàng mà liên quan đến chính sách một chút ấy, thì mọi người cần có những cái thủ thuật cũng như là các cái tút, các cái tip trick để mọi người lách một chút. Thì đây là cái sơ đồ mà mình thường dùng để mình gọi như là xây dựng một dàn tài khoản cho mình chạy. Đấy. Ok, next cho anh về cái slide này. Ok, em đang next đây. Mạng hơi chậm đúng không? Vâng. Ok, về phần tài khoản nào này thì bạn nào có câu hỏi thì mọi người cứ để lại câu hỏi một lát nữa mình trả lời nhé. Đây là quy trình lên cam đúng không anh? Ok, đúng rồi. Thì khi mà mọi người có được tài khoản cũng như là fanpage rồi thì đây là một cái quy trình lên cam chuyển đổi cơ bản nhất mà mình thường áp dụng. Thì trong quá trình support cho các bạn Public DQC thời gian vừa rồi thì mọi người rất hay hỏi mình về cái cách mà lên cam như thế nào cho hiệu quả này, thì mình cũng xin phép trả lời luôn. Đấy là về cái phần lên cam ấy, thì thường mình sẽ áp dụng một cái phần cơ bản nhất như thế này thôi. Thì bước 1 đấy là sẽ là lựa chọn content để mà test. Cái bước thứ 2 đấy là lên cam tương tác và cam truy cập để làm sao. Cái thứ nhất đấy là do mình chạy chuyển đổi, thế nên là mình phải lên cam tương tác và cam lựa truy cập để mình thu hút các cái tệp. Đấy, cái thứ ba đấy là bước thứ ba đấy là lên cam chuyển đổi, thì thường mình sẽ lên cam ABO đầu tiên. Và cái thứ tư đấy là sẽ là lựa chọn khoảng 3 target gì đấy thì mình sẽ lên cam bằng CPO. Thì đây là cái quy trình lên cam cơ bản của mình. Thường thì mình sẽ test rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất đấy là mình sẽ test về các cái call to action này, là trên cái phần nút các cái phần kêu gọi hành động ấy. Cái thứ hai là test hình ảnh khi mà chạy quảng cáo. Thì một cái mà khi mà mình ra nước chạy với cái thị trường Đông Nam Á này ấy, thì cái vấn đề đấy là về video thì mình nghe mình không hiểu gì, còn hình ảnh thì mình có thể dùng Google dịch được. Thế nên là chủ yếu các cái content mà mình khi mình chạy bên nước ngoài ở đây ấy, thì là chủ yếu là mình chạy bằng hình ảnh thôi. Và cái phần test thứ ba đấy là test về phần content, về phần text ấy. Đấy. Thì khi mà xong được các cái phần test này rồi thì mình sẽ bắt đầu mình test thêm đấy về cái phần nhóm target. Thì thường mình sẽ lên một cái cam về tương tác hoặc lưu lượng truy cập, thì nó sẽ chia thành 3 cái. Thứ nhất là về sẽ cái nhóm đầu tiên ấy, thì mình sẽ target vào độ tuổi. Thì cái nhóm thứ hai là sẽ là cái tệp look alike, và cái nhóm thứ ba đấy là sẽ là cái tệp target. Mà cái tệp target này sẽ là chia ra thành nhiều các cái target khác nhau, ví dụ như target 1, target 2, target 3 gì đấy. Thì khi mà mọi người chạy như này thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn được, là mọi người sẽ biết được cái phần target nào này hiệu quả. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ về cho mọi người về cái cách checking mà mình hay làm, để khi mà mọi người chạy thì mọi người sẽ biết được là cái target nào mà mọi người chạy nó ra nhiều số. Và sau một thời gian mình chạy, mình biết được những cái target đấy hiệu quả thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ nhé. Ok,
Bạn Linh Nguyễn có hỏi là một nhóm bao nhiêu á? Cái này thì cái thứ nhất là mình hay nói với mọi người ấy, thì khi mà chạy ấy, chia ngân sách nhóm hay là ngân sách chiến dịch ấy, nó cũng không nó phải tùy thuộc vào cái giá CPA của mình đấy. Thì ví dụ giá lít mục tiêu của mình là rơi vào tầm 100.000 một lít chẳng hạn, thì khi mà mình chạy mình đặt giá nhóm làm sao, thường thì mình sẽ đặt x3 đến x5 lần cái giá lít mục tiêu của mình để mình chạy test. Còn khi mà test thành công rồi thì mọi người đặt ngân sách tùy vào từng tài khoản, cũng như là tùy vào cái content này như nào. Có những cam mà mình thấy mình chạy thì chỉ cần đặt 1 triệu thì nó cũng ra ok rồi. Tuy nhiên thì cứ tăng tiền lên 1,5 triệu hay 2 triệu đấy thì nó lại bị đắp. Thì những cái cam như vậy thì mình chỉ đặt 1 triệu thôi. Tuy nhiên thì cái nguyên tắc mà mình test cam ấy thì mình thường đặt một nhóm, ngân sách một nhóm sẽ là gấp khoảng 5 lần giá mục tiêu của mình. Ví dụ như cái giá mục tiêu mà mình để ra với cái cam đấy, Megamu này là 100.000 chẳng hạn, thì mình test một nhóm sẽ rơi vào tầm 500.000 một nhóm. Thì đấy là phần nhóm. Đấy, thì ngoài sau cái phần chuẩn bị thì mình sẽ đến cái phần thứ hai là về cái phần mà làm sao để tối ưu. Thì như lúc nãy Tươi có chia sẻ sơ qua một chút về cái phần USP của sản phẩm ấy. Thì ở đây thì trước khi mà mọi người chạy bất kỳ một sản phẩm nào đấy thì mọi người cần phải hiểu được cái sản phẩm của mình chạy là gì. Thì chia sẻ qua một chút thì tại sao mà mình lại đi chạy cái con xương khớp này. Thì thực sự thì đây cũng là sự tình cờ thôi. Thì trong cái thời gian mà mình đi tìm kiếm các sản phẩm để chạy nước ngoài ấy, thì bên ADV, bên nhãn hàng thì có đề xuất với con này. Bên Thái Lan thì tỷ lệ chốt khá là cao, nó rơi vào tầm 60-70%. Tuy nhiên thì trước đấy mình đã chạy Thái Lan rồi và chi phí trên một lít khá là đắt. Và sau đấy thì mình có test thử bên Indo và mình có những cái insight nhất định về cái phần xương khớp này. Lý do đấy là thời gian cuối tháng 11 năm ngoái thì mình có mổ dây chằng về đầu gối, thế nên là mình có tìm hiểu khá là sâu về cái phần xương khớp này. Thì khi mà mọi người chạy thì mọi người cần phải, thứ nhất mọi người sẽ chia ra thành hai cái cột như của mình đây. Đầu tiên là về phần đối tượng của cái sản phẩm về xương khớp là gì. Thứ nhất là về phần người già này, cái thứ hai là người lao động, cái thứ ba là văn phòng, cái thứ tư là những vận động viên về chơi thể thao hay là những cái người mà hay chơi thể thao, ví dụ như mình chẳng hạn, mình có đi đá bóng và bị đứt dây chằng, thế nên là xương khớp nó có vấn đề, thế nên mình cũng có tìm hiểu sâu về cái phần xương khớp này đấy. Và cái mục thứ hai, mà cái cột thứ hai mà mọi người nên tìm hiểu đấy là về nỗi đau cũng như là cái mong muốn của khách hàng là gì. Cái thứ nhất thì mình có tìm hiểu về các cái phần về xương khớp ấy, thì có những cái bệnh chính về xương khớp. Thứ nhất là về phần thoái hóa khớp này. Và cái thoái hóa khớp là gì? Thì nó liên quan đến cái sụn khớp, nó bị khô hay là nó bị không, gọi như là ma sát kém ấy, nó kêu lục cục khớp gối ấy. Thì cái phần này thì cái mong muốn của khách hàng đấy là cần bôi trơn cái khớp gối này. Đấy. Cái thứ hai, đấy là cái bệnh thứ hai đấy là viêm khớp dạng thấp. Thì những cái phần này dấu hiệu đặc trưng của nó đấy là sưng nóng và đau, và cái này là hạn chế về vận động các cái gọi như là về bàn tay. Cái thứ ba đấy là về đau mỏi vai gáy, cái này liên quan về đau cổ này, ngồi lâu ít vận động, và cái đối tượng mà hay bị nhiều nhất đấy là dân văn phòng. Cái thứ tư đấy là thoát vị để đệm, nó liên quan đến cuộc sống. Những cái người nào mà làm việc liên quan về cái công việc mà ngồi lâu này, hay là bưng đồ vác nặng, hay là tình trạng thừa cân béo phì ấy, thì những người như thế này thì bị rất là nhiều. Cái thứ năm là về bệnh gút, thì liên quan đến về sưng nóng đỏ đau, hay là khớp bàn chân, khớp cổ chân tay hay khớp gối. Thì cái lý do tại sao mà mình vẽ cái bảng này ra cho mọi người này, thì khi mà mình làm content để mình chạy ấy, thì mình sẽ làm, ví dụ nhé, đối với người già này thì mình sẽ làm content liên quan đến khớp thoái hóa khớp gối đối với người già như nào đấy. Với người già thì mình sẽ làm content viêm khớp dạng thấp với người già như nào đấy. Hay là đối với người lao động này thì cái phần content về thoái hóa khớp này với người lao động sẽ làm như nào này, hay là
viêm khớp dạng thấp đối với người lao động sẽ như nào này, hay là với dân văn phòng này thì sẽ tập trung làm content với cái bệnh như nào, ví dụ như dân văn phòng sẽ hay bị nhiều nhất đấy là về phần đau mỏi vai gáy và thoát vị để đệm này, thì liên quan đến cái việc mà ngồi lâu ấy, thì với khi mà mình vẽ ra được một cái chân dung của khách hàng như này thì mỗi cái ô này này, mỗi cái ô trống như này thì mình sẽ làm một content tương ứng với những cái đối tượng và những cái nỗi đau mong muốn của khách hàng khác nhau đấy, thì mọi người có thể thấy được khi mà mọi người biết đấy, mọi người cứ hỏi ấy, tại sao mà cũng chạy một cái content như vậy và người này hiệu quả nhưng mà người kia lại không hiệu quả, đấy là sự khác nhau của các cách chạy, đấy là mọi người cần phải làm nhiều content hơn. Và mình vẽ ra được cái chân dung như này thì mỗi một cái ô như này thì mình làm một cái content khác nhau để mình chạy test luôn đấy. Về cái phần nỗi đau khách hàng hay là hiểu đúng nỗi đau khách hàng này, mọi người có hiểu không nhỉ? Thì nếu mọi người có vấn đề gì cứ đặt câu hỏi lại đây nhé. Cho anh sang slide tiếp theo đi. Ok ạ. Thông cảm nha, mạng vẫn hơi yếu. Em xem nào. Đến phần làm content là... Mọi người chắc là hơi khó hiểu nếu như bạn nào mà chưa chạy quảng cáo ấy. Tuy nhiên thì mọi người cứ lắng nghe đi. Những cái mà mình nói đây đó, là những cái mà mình đúc kết sau nhiều năm mà mình chạy quảng cáo. Thì những cái về phần tip trick hay là những các cái cách chạy quảng cáo ấy, thì nó chỉ có giới hạn thôi mọi người. Nó là một cái công thức rồi. Còn về cái phần content ấy, thì mọi người sáng tạo vô hạn. Và sự khác biệt của một người khi mà chạy quảng cáo ấy, đấy là về phần content thôi. Thế nên là trong cái thời gian mà cuối năm vừa rồi ấy, thì mình sẵn sàng mình support cũng như mình đưa luôn cái những trực tiếp những cái fanpage mà mình đang chạy cho mọi người có thể copy về chạy. Tuy nhiên thì rất nhiều bạn cứ hỏi mình ấy là cái vấn đề đấy là khi mà mọi người cứ copy nguyên cái bài quảng cáo của mình ấy thì chạy lại cứ hỏi tại sao không hiệu quả. Thì cái vấn đề đấy là khi mà mình đã chạy hiệu quả rồi và những người khác đi copy lại thì dẫn tới cái tình trạng đấy là nội dung nó không được sáng tạo cũng như là nội dung nó không được đổi mới ấy. Thế nên là cái việc mà những cái bạn mà copy lại y nguyên những cái bài quảng cáo của những người khác ấy, về sau ấy thì là chạy hiệu quả nó thấp đi là cái chuyện bình thường. Và cái lời khuyên của mình đấy là khi mà mọi người được hướng dẫn một cái content win nào ấy thì mọi người nên là dựa theo cái hướng content đấy, mọi người có thể làm tương tự hoặc là mọi người thay đổi một chút trong cái phần bài content thì nó sẽ ok hơn. Thì phần tiếp theo dựa vào cái phần vẽ được cái chân dung khách hàng cũng như là các cái nỗi đau của khách hàng ấy, mọi người sẽ bắt đầu làm về phần content. Thì thường về cái phần content đây là một vài bài mà mình đang chạy trên thị trường Indo. Thì có một bài đây là có lượng like khoảng lượng comment khoảng là 300 với một cái là 1k1 đấy. Thì cái đầu tiên ấy, về phần tech thì cái phần tech ở đây mình nói thì khi mà chạy mình nói luôn đấy là ở đây mình sẽ nói luôn về cái content về chạy hình ảnh nhá, mình không tập trung sâu vào cái phần video tại vì ở cái thị trường Indo này với hay là thị trường nước ngoài ấy, thì mình cũng không hiểu tiếng của người ta, thế nên mình không làm gì được với cái phần video. Nếu mà nhãn hàng họ cung cấp sẵn cho thì chạy test thì ok, không thì thôi. Thì cái phần về tech này thì là cái phần thu hút nhất của một cái bài content, thì thường nó sẽ là cái phần tech trên hình ảnh. Tech trên hình ảnh ví dụ như cái phần chữ đỏ nền vàng này. Đấy. Hay là cái bài bên phải thì là chữ đen nền đỏ. Đấy là cái phần tech thu hút nhất của một cái bài content. Thì mọi người làm sao để cho giật tít thu hút nhất cho cái phần content này. Đấy. Thì có một cái nữa đấy là khi mà tại sao mà mình chạy Indo thì cái thị trường Indo hiện tại là cái chính sách về Facebook của Indo thì nó khá là dễ hơn rất là nhiều so với thị trường Việt Nam luôn đấy. Thì mình thấy là mình chạy ở đây mình có cam kết 100% này, an toàn này, hay là những cái từ mạnh như là cam kết chữa khỏi sau 7 ngày hay như nào đấy thì vẫn lên cam bình thường nhá. Đấy. Và cái thứ hai là khi mà mọi người làm content ấy thì hướng làm sao content để hướng tới những cái đối tượng
mà gọi như là tạo sự liên tưởng đến đến bản thân của khách hàng. Tại sao mà mình lại nói cái phần này? Thì cái này là nó dựa trên cái slide bên trên ấy, thì là những cái hướng content mà mình định vẽ ra ấy, thì nó là những cái ví dụ như là cái dân văn phòng mà sẽ hay bị cổ vai gáy này, hay là thoát vị địa đệm này, hay là những người chơi thể thao này sẽ liên quan đến đầu gối khá nhiều này. Thì ở đây những cái content mà mình hay làm ấy, thì sẽ nó liên quan đến đầu gối khá nhiều, tại vì cái thời gian mà mình làm content đấy là mình đang bị chấn thương về đầu gối, thế nên là mình tìm hiểu sâu về đầu gối và mình tìm những cái tư liệu hình ảnh về đầu gối này khá là nhiều. Đấy thì mọi người có thể thấy là những cái đầu gối này khi mà một người mà bị vấn đề về đầu gối ấy, thì nhìn hình ảnh về đầu gối này, mọi người có thể gây một cái cảm giác lo sợ nhất định, thì cái này sẽ thu hút được những cái người gọi như khách hàng mục tiêu của mình hơn. Đấy, cái thứ ba nữa đấy là khi mà mọi người làm content ấy, thì không biết là hiện tại bên Indo họ đã cấm hay chưa, nhưng mà cái thời gian đầu mình chạy hình như là bây giờ bắt đầu có họ cấm rồi, nhưng mà mình vẫn chạy được. Thì mình thấy cái thị trường Indo này nó khá giống so với Việt Nam cách đây khoảng năm 2018-19 gì đấy. Khi mà mọi người để ý cái thời gian đấy là cái đội đông y chạy khá là nhiều, thì còn gắn VTV hay là gắn những KOL vào những hình ảnh này. Thì ở bên Indo hiện tại thì mọi người vẫn có thể chạy được, mọi người có thể gắn thêm các KOL để tạo sự tin tưởng cho sản phẩm này. Và cái thứ tư trong một cái bài content ấy, mọi người có thể gắn sản phẩm lên trên hình ảnh này để nhận diện cái tên sản phẩm của mình. Đấy. Ok, next cho anh cái slide nhé. Bạn Phan Hải có hỏi làm sao để chạy để có những từ cấm chạy. Thực ra thì những cái từ cấm chạy này thì nếu mà bạn có thể lên trên ATP thì họ có những list ra những cái từ cấm chạy. Tuy nhiên thì với cái thị trường Indo này thì mình thấy mình viết cam kết hay là mình viết an toàn hay là 100% đều chạy được. Cái này thì sẽ phụ thuộc vào cái cách mà bạn test thôi, test content xem có chết hay không thôi. Đấy. Và cái thứ ba về cái phần content ấy, thì là sẽ đến cái phần tip làm content. Thì tại sao mình nói về cái tip làm content này, thì cái rào cản đầu tiên khi mà mọi người chạy với cái thị trường nước ngoài ấy, thì đấy là cái phần về ngôn ngữ. Thì mình hay dùng đấy là dùng Google dịch, và dùng một cái nữa đấy là về cái translate này. Thì cái việc mà mình dùng Google dịch như nào, đầu tiên ấy, thì mình có thể tự viết content bằng tiếng Việt Nam, sau đấy thì dùng cái translate này thì dịch sang tiếng Anh, và sau đấy thì từ tiếng Anh mình lại dịch sang tiếng Indo, thì sau đấy mình sẽ làm được một bài content bằng tiếng Indo luôn. Và dịch nói chung là nó cũng tương đối là sát nghĩa thôi, mình cũng không thể dịch sát nghĩa như người Indo viết được. Đấy, cái thứ hai trong cái phần tiếp content đấy là mọi người có thể lên cái trang thư viện quảng cáo để mọi người tìm các content tương tự. Đây mọi người chờ chút, mình có xem có thể cho mọi người xem. Tươi để phần này để anh chia sẻ cho mọi người về cái phần về spy quảng cáo nhé. Ok, thế để em dừng xe đã, để anh xe hả? Anh xe đây, anh tự xe rồi. Ok, về cái phần thứ hai về phần spy content ấy, thì mọi người có những cách như sau. Cái thứ nhất là mọi người vào cái trang thư viện quảng cáo này. Cái thứ hai, bước thứ hai là mọi người dùng Google dịch, cũng là mình chủ yếu mình dùng Google dịch thôi. Mọi người gõ các cái từ khóa liên quan đến các cái sản phẩm mà mình sẽ chạy.
Ui, hôm nay nhà mạng nó không bị làm sao ấy. Đây thì mọi người lên phần này này, mọi người gõ về Indo này. Mọi người tìm Indo này. Đây, để mà tìm được một cái từ khóa bên Indo thì cái cách làm của mình như sau. Thứ nhất là về tiếng Việt này, mình sẽ dịch cho tiếng Anh, ví dụ xương khớp này. Đấy, mình sẽ copy cái từ này. Mình ném sang cái thằng này. Và dịch nó sang tiếng Indo. Đấy, hình như nó cái từ xương khớp nó vẫn như vậy thì phải. Thì mọi người có thể tìm cũng như tìm kiếm các cái content bên Indo bằng cái cách đấy là trên cái phần thư viện này là về quốc gia Indo và cái từ khóa về phần xương khớp. Thì đây là có những cái cam mà xương khớp mà mọi người có thể xem. Đấy. Đấy là về phần về cái tip làm content nhé. Cái thứ ba đấy là về phần hình ảnh. Thì để mà có được một cái hình ảnh chất lượng cũng như hình ảnh mà tìm trên Google nó chưa có ấy, thì cái ưu tiên của mình đấy là mình tìm những cái hình ảnh mà chưa xuất hiện trên Facebook hay là chưa xuất hiện trên Google để mình làm quảng cáo. Thì cái phần này thì mình sẽ ưu tiên mình đi tìm trên các cái trang mà hay bán các cái hình ảnh này. Thì ở đây là có trang trang này mình không biết đọc nó là gì, thì chỉ biết là lên đây tìm kiếm thôi. Thì ở đây thì mọi người có thể tìm kiếm ở như cái trang này, và cái trang này sẽ có một cái phần đấy là mình tải ra sẽ mất tiền, tuy nhiên là nó sẽ có cái tool tải miễn phí nhé. Thì không kể là mọi người làm mình cái sản phẩm này đâu, mà mọi người tìm rất nhiều các cái tư liệu sản phẩm khác, mọi người có thể lên cái trang này mọi người tải được. Thì đấy, ví dụ như có cái từ khóa này thì tìm mạng khá là chậm. Ok, thì cái phần này do mạng chậm nên mình bỏ next qua luôn cái phần này nhé. Đấy, cái thứ tư, cái tip làm content thứ tư đấy là cái cách mình làm content đấy là dùng content của thị trường khác dịch qua. Thường thì mình sẽ lấy content bên thị trường Việt Nam hoặc là thị trường Thái Lan, tại vì đây là hai thị trường mà anh em Việt Nam chạy khá là nhiều, thì mọi người có thể lấy content từ thị trường Việt Nam hoặc Thái Lan này, mọi người dịch qua tiếng Anh. Sau đấy mọi người dịch từ tiếng Anh sang tiếng Indo dựa trên cái phần 1 này. Đấy. Cái thứ 5, khi mà mọi người hiểu được sản phẩm rồi thì mọi người nên sáng tạo content. Thì làm sao? Tại vì khi mà mọi người copy những cái content của người khác, mọi người chỉ chạy được một thời gian đầu thôi. Và nếu mà không làm mới content cũng như là không làm cho nó khác ấy, thì cái bài content đấy chạy dần dần nó sẽ không hiệu quả nữa. Thì đấy là 5 cái tip mà mình hay làm content. Các bạn Trần Văn Quỳnh hỏi có dùng chat GPT được không, thì thực ra thì mình không dùng chat GPT cho khi mà làm mấy cái content này nhá. Cái content này thì những cái mà mình nói là những cái mà thu hút nhất của khách hàng, thế nên là mình cần phải sáng tạo những cái từ này, và cái con chat GPT thì mình chưa làm được điều đó. Cái con chat GPT chỉ giúp mình một số cái phần khúc giữa thôi. Ví dụ như mô tả sản phẩm này, hay là mô tả các cái đặc tính này,
thì cái phần khúc giữa là còn về cái phần sáng tạo ấy. Phần sáng tạo như mình có nói trên cái slide trên này. Đấy, trên cái slide này thì ví dụ như những cái mà mình tập trung mình sáng tạo ấy. Cái thứ nhất là về cái phần phần text này. Đấy, cái thứ hai nữa đấy là về cái phần hình ảnh. Và cái thứ ba này nếu mà có KOL nào thì mình test thôi, hoặc là cái quan trọng là về phần text ở trên hình ảnh này. Cái thứ hai đấy là về phần hình ảnh trên mô tả gọi những cái đối tượng của khách hàng này, thì cái phần này thì con ChatGPT chưa làm được. Còn nếu con ChatGPT thì nó, nếu mà nhờ nó làm ấy, thì chỉ làm về cái phần content bổ sung bên dưới này thôi. Đấy. Ok, thì xong cái phần về content thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm về cái phần về review landing page. Hơi khó nhỉ, chắc là mọi người cũng xem được đúng không? Thì cái về cái phần landing page thì chắc là nhiều người sẽ không biết được tại sao một cái landing page có hiệu quả hay là không. Thì hôm nay mình sẽ nói qua một chút cho mọi người về cái phần landing page này. Nói đi cho mọi người biết thôi, mọi người biết những cái keyword về cái phần landing page nó cần những gì. Về cái đầu tiên ấy, về cái phần cấu trúc nội dung của landing page như thế nào thì mọi người có thể xem cái vòng tròn đây. Thứ nhất là cái tôi cần có một cái gì đó. Cái thứ hai, ngoài gọi như có một cái gì đó ngoài kia, gọi như là những cái mà ví dụ như về cái con Megamu về xương khớp này chẳng hạn, thì cái vấn đề của khách hàng liên quan về đến xương khớp khó chịu chẳng hạn, thì họ cần một cái gì đó. Và trên cái landing page của mình sẽ có một cái gì đó mà giúp cho khách hàng. Đấy. Cái thứ tư, cái thứ ba nữa đây là gọi như là cái sản phẩm đấy có thực sự có giá trị hay không. Cái thứ năm đấy là mình sẽ trả lời cho họ trên cái landing page đấy là có hoặc là không. Cái thứ tư đây là cái thứ năm thì gọi như là cái sản phẩm của mình có là một cái sự lựa chọn tốt cho khách hàng hay là không. Đấy, thì đấy là một cái chu trình mua hàng của khách hàng mà để mà mình trình bày lên một cái landing page. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người nắm được thôi, cũng như là sang cái phần tiếp theo nữa đây là những cái chỉ số mà mọi người khi mà mọi người chạy bằng landing page mọi người sẽ tối ưu như nào. Cái thứ nhất đấy là về cái phần tiêu đề, cái thứ hai là về phần kêu gọi hành động, cái thứ ba đấy là về phần bố cục landing page, cái thứ tư đấy là về lời đề nghị, cái thứ năm là về phần mô tả sản phẩm, và cái thứ sáu đấy là về hình ảnh hoặc là video. Thì thường cái phần này ấy, thì mình sẽ tối ưu bằng cái cách đấy là dùng bằng cái gọi như là cái trang web đấy là về phần Yandex, Mechika Yandex. Thì cái này là cái gọi như nào, cái này khi mà mọi người cài cái Yandex này vào ấy, thì trên khi có khách hàng vào lướt trên cái trang web của mình ấy, thì mọi người có thể thấy cái hình ảnh này này, thì những cái chấm này này, những cái chấm 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 ở đây này là những cái điểm chạm mà khách hàng họ chạm nhiều nhất và nó tạo ra được các cái chấm này. Thì ở đây thì mình sẽ không có thời gian nhiều để nói về cái phần Yandex này, thì mọi người có thể tự tìm hiểu trên YouTube hoặc là trên Google rất là nhiều nhé. Và ở đây thì mình có một cái bài mà mình đang chạy, à một cái landing page mà mình làm để chạy. Thì cái cách mà mình làm ấy thì mình cũng không phải là dân về design như nào đấy, thì mình làm bình thường ấy, không được đẹp đâu. Và cái cách mình làm thì thứ nhất là mình đi spy lại, cái thứ hai đấy là mình sẽ đi spy, mình làm lại những cái bài báo liên quan về đến cái sản phẩm. Ví dụ như đây là một cái mà mình làm, đây là mình spy vào một cái tờ báo. Mình có check được cái tờ báo này bên Indo ấy, một tháng lưu lượng truy cập của nó đâu đó là 30-40 triệu lượt truy cập. Thì mình fake luôn cái phần đầu tiêu đề của phần báo này luôn. Thì đây là một cái phần báo với Indo, thì mình giả làm cái trang báo này luôn. Đấy. Thì đầu tiên về cái phần bố cục thì mình sẽ thu hút họ bằng cái cách đấy là về cái tiêu đề này, không nhớ nó là cái gì. Đấy,
thì cái phần tiêu đề này để gây thu hút của khách hàng ngay ở cái phần đầu tiên của landing page luôn, đấy là tiết lộ về cách để có đầu gối khỏe mạnh sau 3 ngày. Đấy. Thì nếu như mà mọi người chạy những cái từ này liên quan này ở Việt Nam ấy thì cũng dễ bị đài quảng cáo nhé. Tuy nhiên thì mình thấy khi mà chạy bên Indo thì nó không vấn đề gì cả. Đây mọi người có thể xem qua thì cái landing page này thì mình sẽ cung cấp lại nhé. Đây là những cái hình ảnh mà khi liên quan đến đầu gối mà khách hàng họ sẽ liên tưởng đến chính bản thân mình. Đấy, mình có xu hướng đấy là mình sẽ lấy những cái người lớn tuổi, tại vì người lớn tuổi sẽ là cái tệp khách hàng của mình luôn hơn. Và ở đây có một cái mà khi mà mình thay cái hình ảnh này vào ấy, thì mình đo được cái landing page này nó sẽ hiệu quả hơn. Đây là cái hình ảnh này. Và cái lý do mà mình đưa cái hình ảnh này vào ấy, thì là khi mà mọi người dùng thuốc ấy, thì sẽ hỗ trợ cho rất là tốt để tránh tình trạng đấy là về bị phẫu thuật. Đấy, thì đây mà mình lấy một cái hình ảnh là phẫu thuật đầu gối ra để mình đưa vào trong. Trước thì mình chạy một cái khác, nó không có được cái hình ảnh phẫu thuật này, thì mình thấy cái phần có khi mà có cái phần phẫu thuật này vào ấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Ok, đấy là về phần landing page nhé. Mình sẽ nói sơ qua một chút thôi. Tiếp theo nữa đây là mình sẽ nói sâu hơn về cái phần tối ưu, về cái phần về phần target cũng như về phần content theo cái lượng data mà mình đẩy về. Không tải được nhỉ? Tươi có thể chia sẻ cho anh phần này không? Tại vì cái slide này mà không ok to lên được ấy, thì để em mở cái phần đấy. Nó là có gì? Bạn Hoàng Anh nhé, một lát nữa mình sẽ gửi cho cái link mà để tải tải hình ảnh trên cái stock đây nhé. Tối ưu target và content này theo data đúng không? Đúng rồi. Phần đấy nhá. Ok. Ok rồi đấy ạ. Em lên cái slide bên trên đi, xong phóng to lên cho anh. Bên trên à? Slide trước đi. Slide trước này nữa à? Ok. Nay nói cái phần này khá là khó cho những người mới, thế nên là đây. Không quay ngược lại phía trước đi. Đây rồi. Thì xuống. Cái phần đấy anh nói rồi. Next slide tiếp theo đi. Rồi ok. Đến cái slide này ấy, thì khi mà mọi người chạy chuyển đổi, mọi người cũng mình thấy rất là nhiều người không biết được là cái phần tối ưu target hay là tối ưu cái content như thế nào ấy. Thì đây là cái cách mà mình làm. Khi mà mình chạy ấy, mình mới phát hiện ra một vấn đề, đấy là chạy 1 đến 2 tài khoản thì không sao, thì có thể kiểm soát được. Đấy là về phần target này. Nhiều khi có những ca mình target đến 5 đến 10 cái target khác nhau này, hay là một ngày mình có thể làm được 3 đến 5 content này, một tuần chạy đâu đó 20 hoặc 25 content khác nhau ấy. Thì khi đó mà mình không biết được đấy là những cái content nào mà có hiệu quả. Tại vì nếu mà chạy một tài khoản thì mình có thể dễ dàng quản lý được. Khi mà chạy nhiều tài khoản thì sẽ không quản lý được về cái phần đếm được cái số lượng mà content nào nó ra nhiều data này, hay là target nào nó ra nhiều data này. Thì đây là một cái cách mà mình làm để checking. Thì cái đầu tiên ấy, thì cái phần checking này là trên Facebook nó có nhá. Đây là cái phần URL checking của phần Facebook khi mà mọi người xét quảng cáo ở cái mục quảng cáo ấy. Đấy, thì cái phần nguyên lý mà mình làm như sau. Đầu tiên đấy là về phần đặt tên nhá. Thì mình sẽ đặt tên nhóm là theo cái target. Đấy. Cái thứ hai, đây là đặt tên quảng cáo thì sẽ là theo cái content.
Đấy. Thì khi mà mọi người đặt theo cái này ấy, thì cái kết quả nó sẽ ra ở cái slide tiếp theo. Next giúp anh cái slide đấy. Đây em đang đấy. Nó hơi chậm nhỉ? Đúng rồi, mạng nó hơi... Chờ xíu các bác ơi. Đây ạ. Ok, đấy. Thì khi mà mình đặt những cái tên như vậy thì mình sẽ biết được đấy là cái số lượng data nó ra từ cái content nào và cái số lượng data nó ra từ cái target nào hay là từ cái ID quảng cáo nào. Đấy. Thì khi mà mình đặt như vậy thì đây mọi người có thể thấy đây là ví dụ như từ cái content này mình sẽ đặt theo ngày hoặc là đặt theo tên hoặc là đặt theo video mà mình làm cái ngày hôm đấy. Ví dụ như ngày hôm nay mình làm 3 content chẳng hạn thì mình sẽ đặt là 230411 cái nha, 123 gì đấy. Thì mình đặt như vậy để mình nhớ thôi. Thì sẽ khi mà mọi người chạy như vậy mọi người sẽ biết được là những cái content nào nó sẽ ra nhiều số này. Ví dụ một cái số 1 này, cái Megamu 2222 này đấy, hoặc là những cái target này đấy, thì sẽ biết được những cái target nào nó hiệu quả và từ sau đó thì cứ lên cái tài khoản mới hay là page mới thì đấy mình cứ nhắm vào những cái content hay là những cái target đấy thôi. Đấy, đấy là cái phần chia sẻ và cái phần tối ưu của mình về cái phần checking này. Ok, next giúp anh cái phần tiếp theo. Ok ạ. Các bác phải chờ một xíu nha. Tối ưu chat page ạ? Ừ, đúng rồi. Thì cái phần tối ưu chat page này thì mình dùng nhiều hơn với cái thị trường Việt Nam, tại vì cái rào cản ngôn ngữ nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái việc mà mình tối ưu chat ở cái thị trường nước ngoài này. Tuy nhiên thì mọi người vẫn có thể tối ưu chat được bằng bằng bot cách hoặc là dùng fan cách, thì mọi người có một cái gọi như là cái gì, cái extension của Admit gì đấy, họ sẽ dịch ra cho mình luôn. Thì có một cái như vậy. Thì đầu tiên thì khi mà mình làm một cái kịch bản chat ấy, thì đầu tiên sẽ lấy đây là kịch bản chat từ nhãn hàng. Cái thứ hai đấy là những mình xem có cái đối thủ nào đang chạy trên thị trường hay không thì mình sẽ đi spy những cái bài chat đấy. Và cái thứ ba nữa là khi mà mình chạy quen rồi thì mình sẽ tự xây dựng một cái kịch bản cho mình. Và cái thứ tư sẽ tối ưu nó bằng bot. Thì ở đây mình giới thiệu cho mọi người đấy là mình sẽ dùng cái botcách.io nhé. Tại vì cái này free nên mình hay dùng cái này. Đấy. Đây là về phần tối ưu, về phần chat page thôi. Nó mình sẽ giới thiệu qua như vậy thôi. Nếu như bạn nào có mong muốn chạy như nào đấy thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn khi các bạn tham gia vào các nhóm riêng của D2C. Đấy. Next tip slide đi. Thì ngoài cái phần Facebook ấy, thì mình có đề xuất một vài cái kênh chạy mà mình chưa khai thác được. Thứ nhất đấy là về phần Google Ads. Đấy. Thì cái phần về Google Ads này thì nó cũng ảnh hưởng về cái vấn đề về chính sách ấy. Thì mình cũng không mạnh về cái phần Google Ads này, thế nên là nếu bạn nào mà có thế mạnh về Google Ads thì cũng có thể khai thác được cái phần này bên thị trường Indo nhé. Cái thứ hai đấy là cái kênh chạy rất là hiệu quả bên Indo, đấy là về phần native ads. Thì có khá là nhiều các nền tảng, các cái platform về native ads, ví dụ như MGID này hoặc là AdSkipper hoặc là Infolink, thì mọi người có thể tìm hiểu về các cái platform này để mọi người chạy native ads nhé. Thì ở đây cái native ads nó là gì? Ví dụ như đây là một cái trang báo mà mình có tìm kiếm bên Indo ấy. Đây là cái trang mà mình đi spy luôn này. Đấy, mọi người có thể thấy cái logo đấy không? Thì đây là cái phần quảng cáo MGID của họ này. Đấy. Thì cái phần này nó đang quảng cáo gì đấy liên quan về đến máu hay như nào đấy thôi. Đấy. Ok, thì vừa xong đấy là về cái phần chia sẻ của mình về cái cách chạy các cái thị trường về cái cam Megamu bên thị trường Indo. Thì nếu như có bạn nào có thắc mắc hay là những cái câu hỏi gì về ad hay là về Facebook ad hay như nào đấy thì mọi người có thể đặt câu hỏi nhé, thì mình có thể trả lời. Hoặc là mọi người có thể tham gia các cái nhóm của D2C để test cam cũng như chạy và sẽ được mình hỗ trợ trực tiếp luôn về cái phần quảng cáo nhé. Mọi người muốn đặt câu hỏi nào thì mọi người cứ đặt câu hỏi ở phần chat nhé. Như
Mình cũng nhớ có một số những cái câu hỏi, ví dụ như là về phần chạy các Camino có một cái đặc điểm như này nhá, đấy là bên mình support về tư liệu.